Minh Khoa xin được gửi lời chào tới tất cả quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang theo dõi livestream tư vấn xét tuyển đại học năm 2022 của Trường Đại học Văn Lang. Và quý vị thân mến, chỉ tròn một tuần nữa thôi là các bạn thí sinh cả nước sẽ bước vào một kỳ thi vô cùng quan trọng, đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cho nên là chúng tôi mong là các bạn sĩ tử sẽ có một tinh thần thật là tốt để chúng ta bước vào phòng thi một cách tự tin nhất nha. Và đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi về quy chế như năm nay, thì Trường Đại học Văn Lang sẽ lên sóng livestream đặc biệt vào lúc 18 giờ tối thứ năm hàng tuần nhằm tư vấn và giải đáp những thông tin về xét tuyển đại học năm 2022. Hy vọng là qua các số livestream thì chúng tôi có thể đem đến cho quý phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh an tâm và cũng như là chúng ta có đầy đủ thông tin về xét tuyển đại học năm nay để đạt được những kết quả như ý quý vị nha. Và quý vị thân mến, sau số phát sóng đầu tiên tư vấn về lộ trình đăng ký nguyện vọng và xét tuyển đại học năm 2022 thì livestream trên fanpage Trường Đại học Văn Lang đã đạt gần 30.000 lượt xem với gần 200 câu hỏi đến từ các bạn thí sinh gửi về cho chúng tôi. Và tiếp nối chuỗi livestream tư vấn xét tuyển đại học năm nay thì hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình số thứ hai với một chủ đề rất là hot và đang là tâm điểm với các bạn thí sinh, đó chính là chiến lược lựa chọn ngành và đăng ký ngành đại học. Và xin được giới thiệu với tất cả quý vị đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay là hai chuyên gia tư vấn tuyển sinh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Hồng Tuấn, chuyên gia dự báo nhân lực, chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện Đào tạo và Phát triển Nhân lực Việt Nam. Dạ. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón thạc sĩ Nguyễn Thị Mến, trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Văn Lang. Dạ, đầu tiên để mở đầu buổi livestream ngày hôm nay thì em xin được phép gửi lời chào đến thầy Tuấn và em sẽ nhờ thầy giải đáp một cái câu hỏi hơi khó một chút xíu. Dạ, thì em biết là thầy Tuấn đã đi tư vấn tuyển sinh rất là nhiều nơi và rất là nhiều năm rồi. Như vậy thì không biết là đối với những năm đó thì có cái câu hỏi nào mà các bạn học sinh làm khó thầy những, tức là thầy khó trả lời những khi mà các bạn đặt ra câu hỏi đó không thầy? Vâng, xin kính chào quý phụ huynh và quý các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn của Trường Đại học Văn Lang. Và tôi cũng rất là tâm đắc cái câu hỏi này. Và thực sự là tôi nhiều năm cũng đi tư vấn hướng nghiệp, và trong đó thì cũng có một số năm thì đi tư vấn cùng với lại cô Mến, trưởng phòng tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang. Thì chúng tôi cũng gặp nhiều câu hỏi khó đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà, và có nhiều câu hỏi cũng hết sức là nhạy cảm. Tuy nhiên, để hỏi câu hỏi này thì tôi cảm nhận nó có hai câu. Cái câu thứ nhất là có một cái câu thế này, tức là chắc cô Mến cũng thường nghe, đó là thứ nhất là em biết là nói chung là thầy cô em hướng dẫn em là phải chọn nghề như thế nào, kể cả những thầy tâm lý cũng hướng dẫn hết, nhưng mà trường hợp của em là em nhận thấy rằng là mình không có một cái năng lực gì, thường thường hỏi vậy cô Mến ha. Dạ. Không có năng lực gì, không có sở thích và không có ước mơ gì, và đặc biệt nữa là em lại là ở một gia đình rất là giàu mà người ta khuyên em rằng là đã là gia đình giàu thì học nghề gì cũng được, ra trường thì cứ làm cho cha mẹ thôi, và với cái tài sản đó có khi xài suốt đời cũng không hết. Vậy thì theo ý thầy hoặc là cô Mến chỉ giùm cho em coi là bây giờ sẽ chọn cái ngành gì, và ý thầy là một người làm nhân lực thì thầy thấy em phù hợp ngành gì, hỏi ngược lại mình vậy. Thì thật sự đối với những câu này thì tôi thường thường số lượng đông quá thì tôi chỉ trả lời rằng là cái quan trọng nhất của nghề nghiệp và hiện nay và tương lai thì vấn đề đặt ra là mỗi người phải có một cái nghề nghiệp hết sức phù hợp thì mới có thể là thành danh thành đài được, giống như cái khẩu hiệu của Văn Lang của chúng ta. Và như vậy thì rõ ràng á, với một cái thị trường động phát triển và hội nhập thì và tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì bắt buộc anh muốn là phát triển được nghề nghiệp thì và em là sinh viên em cũng biết rồi thì rõ ràng phải học nghề để làm sao có năng lực hành nghề, có giá trị nghề nghiệp và làm việc nó thật tốt thì mới tạo ra một cái thu nhập ổn định và đồng thời phát triển ở tương lai. Và như vậy đối với cái người mà có gia đình giàu thì cái điều này tôi thấy là càng hết sức quan trọng của mình à. Như vậy thì phải học đúng thì mới có thể vận hành được cái tài sản của cha mẹ mình. Còn nếu ngồi xài không thì hoặc là học bậy bạ về điều hành doanh nghiệp của cha mẹ có khi phá sản, chúng ta đều thấy cái điều đó. Và tôi hoặc là cô Mến cũng sẽ hướng dẫn cái cách, nhắc lại cách chọn nghề. Và sau đó thì có thể chúng tôi cũng sẽ gặp, các em gặp lại thì tôi cũng sẽ dùng với lại những cái kinh nghiệm của tôi hoặc là những cái kinh nghiệm của phòng tuyển sinh của Trường Đại học Văn Lang để định hình cho em là học ngành nghề nào. Tôi thì nhiều năm làm nhân lực cho nên tôi cũng hơi tự hào là tôi nhìn một em mà tôi có thể nói được là mấy nhóm ngành, chứ không cũng không cần phải trách nhiệm. Đó là câu thứ nhất. Và tôi có khẳng định rằng là mỗi người có một cá tính, một sở thích, một đam mê, một sở trường, một năng lực, một điều kiện, giống ai mà không phải muốn lựa sao lựa. Không phải mỗi người chỉ thích hợp một nhóm ngành nào thôi.
Vậy thì phải chọn ngành cho thật kỹ, rồi chọn ngành và chúng ta phải quyết định cái học tập cho thật tốt. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai thì còn thú vị hơn nữa nè. Câu thứ hai hôm nay ngồi tại đại học Văn Lan, nhưng mà thật sự đây là một câu có thật chứ không phải là do đến đây mà chế biến. À, tức là em là một học sinh rất giỏi và ba mẹ muốn em là phải học trường công lập. Học trường công lập. Bởi vì trường công lập thứ nhất á, là cái giá trị bằng cấp rất cao. Cái thứ hai là học phí là thấp. À, cái thứ ba là ra trường dễ có việc làm. Bởi vì cái uy tín của cái trường công lập nó rất cao. À, và cái câu hỏi này không phải, cô Mến nhớ, không phải chỉ có học sinh mà cả các phụ huynh còn đặt ngược vấn đề với chúng tôi. À, tôi thì là một người nhân lực cho nên tôi rất khách quan. Để trả lời câu này thì tôi rất nói ngắn gọn. Cái gọi là cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo và Chính phủ đã nói rất rõ là giá trị bằng cấp là bằng nhau. Mà em, mà mấy em hỏi này nó lại có một câu rất dễ thương là em trong quá trình đó em lại có một cái ngành học mà em rất thích. Mà tự nhiên em thấy một cái trường tư, mà cái trường đó nó lại phù hợp. Em tin rằng em học cái trường đó em ra trường em thành tài, thấy không? Và em học thật sự tốt chứ không nhất thiết học công lập. Vậy thì thầy Tuấn coi tôi phải giải quyết làm sao để nói giùm. Thì tôi nói rằng là vấn đề là giá trị bằng cấp là bằng nhau. À, thứ hai là học phí cái thời đó còn chênh lệch khá lớn, với bây giờ trả lời thì cũng dễ rồi. Dạ. Học phí bây giờ cái đổi mới nó cũng bắt đầu nó gần gần nhau rồi, nên cũng chưa biết nè. À, thời đó thì tôi có nói là học phí thì mỗi cái nó có một cái giá trị của nó. Dạ. Học phí cao thì tất nhiên nó sẽ có những cái ưu đãi, những cái chính sách, những cái tài, những cái hoạt động. Đúng không? Nhưng mà quan trọng nhất của em này, các em này nói, đó là em quyết tâm thấy cái ngành nghề đó ở cái trường đó mà cái trường tư thục. Đúng không? Mà các em thấy rằng cái trường, em tin rằng cái trường nó sẽ đào tạo em thành tài. Đúng không? Cũng như là em chọn đại học Văn Lan vậy mà. Thì rõ ràng cái niềm tin đó là tôi cho là tôi quan ninh. Mà tôi thấy rằng là em, tôi cũng chỉ gách cho em để thuyết phục với phụ huynh. Và phải nói với phụ huynh đàng hoàng, tôi cho là phụ huynh hiện nay rất cởi mở, rất là thương con và rất hiểu, chứ không phải đến nỗi như cái thời của tụi tôi lạc hậu. Nhưng mà vấn đề là con cái phải nói như thế nào cho nó đàng hoàng. Và tôi đã khẳng định cái điều đó. Và nó có một cái điều này, tôi nhớ cách đây 2-3 năm có một cái trường hợp, như 2 năm có một cái trường hợp hết sức gay gắt á. Và trong đó thì đòi dứt khoát học trường Đại học Văn Lang mình nè, đúng không anh? Dạ. Và tôi nhớ cô đó bây giờ là đang học ở cái khoa kinh doanh thương mại. Như cô thầy đó vẫn liên lạc Facebook với tôi. Dạ. Và năm nay thì tưởng đâu là sau đại dịch Covid á, thì tưởng rằng là nó hết mà vẫn còn tiếp tục. Trường dạ. Mình cũng phải nói thật sự nổi tiếng à. Dạ. Cũng có độ hấp dẫn mà có một số ngành hết sức nổi tiếng. Dạ. Thì hôm nay tôi nhớ có 2 trường hợp nha. Một trường hợp thứ nhất là một cháu cũng đặt vấn đề là phải cũng đủ điều kiện để vào trường công lập, nhưng cháu đặt vấn đề vào vô đây. Cháu đó hình như nếu tôi nhớ không lầm, cháu tên là Hồ Ngọc Bảo Văn và đã đăng ký vào ngành kế toán của trường Đại học Văn Lang mình và hình như đã làm xong cái thủ tục rồi. Dạ. Cháu thứ hai là cái cháu tên Trần Minh Quân. Lại đánh giá ngành công nghệ thông tin của mình là phải nói là học tôi là tốt, và cháu cũng mới đăng ký cách đây 2 tuần hình như cũng đang xem xét. Nói điều này để không phải là tôi đánh bóng tô hồng về cái trường Đại học Văn Lang của chúng ta, bởi vì bản thân trường chúng ta đã có một cái truyền thống nứt nở rồi, uy tín rồi, thành ra nên tôi nói là để khẳng định thêm là đối với những em học sinh vậy là tôi đáng khen. Mặc dù tôi trả lời như thế là có thể nhiều trường công lập cũng không vui lắm. Nhưng mà tôi là một nhà nhân lực, tôi chỉ cần các em, các cháu chọn đúng ngành, chọn đúng trường, chọn đúng cái đam mê, sở thích của mình, ước mơ. Và như vậy tôi mong rằng qua cái chương trình ngày hôm nay, tôi mong rằng là phụ huynh học sinh cũng sẽ lắng nghe con tim của con mình, lắng nghe cái trái tim của con mình để chúng ta tính toán cho con em mình có một sự học hành phù hợp. Chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ là cái học giỏi là phải vào công lập, học dở là phải vào tư thục. Cái đó xưa rồi. Cái đó nó xưa rồi và nó đã thay đổi rất lớn. Và cái quá trình thay đổi đó nó đã dẫn đến là nhiều trường trong hệ thống quốc gia của chúng ta bây giờ phải đảm bảo về mặt tiêu chuẩn, đảm bảo về mặt coi như đầu ra, đảm bảo các hoạt động để đào tạo làm sao để huấn luyện một nhân lực có vừa có nghề nghiệp, vừa có kỹ năng, vừa có thái độ, mà trong đó cái thái độ là quan trọng, thì mới đủ sức để mà bước tới trong cái thời kỳ này, mà cái thời kỳ mà chúng ta thấy là hội nhập và đồng thời cái chuyển đổi số nhanh lắm, chứ không phải là chỉ có bằng cấp hot này hay là ngành hot gì đâu. Phải, mỗi người nó phải rèn luyện. Xin trả lời như thế. Dạ, em cảm ơn thầy Tuấn rất là nhiều. Và mặc dù chỉ là câu hỏi đầu tiên thôi, nhưng mà qua cái câu chuyện mà thầy Tuấn đã kể cho tất cả quý vị nghe, thì bên khoa tin chắc rằng những bạn thí sinh nào mà bây giờ đang xem livestream, chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy có thêm một cái nguồn động lực vô cùng to lớn qua những cái câu chuyện truyền cảm hứng của thầy.
Và các bạn thân mến, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng hơn nữa để các bạn có thể lấy lại tinh thần, thêm tự tin để bước vào phòng thi nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay. Thì em xin được gửi lời chào đến cô Mến. Và cô Mến ơi, thì như là chúng ta đã biết, chiến lược về lựa chọn và đăng ký xét tuyển, đăng ký ngành xét tuyển đại học là cái chủ đề ngày hôm nay. Và em thấy là có hai vế trong chủ đề này. Đầu tiên đó là về chiến lược lựa chọn ngành, và thứ hai là về chiến lược đăng ký ngành. Dạ, thì không biết là hai cái cụm từ này nó có những gì nổi bật, cô có thể highlight lên cho các bạn thí sinh có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Dạ, anh mời cô. Cảm ơn Minh Khoa. Xin kính chào các bạn thí sinh cũng như là quý vị phụ huynh đang theo dõi chương trình. Đầu tiên thì em cũng xin phải cảm ơn thầy Trần Anh Tuấn đã nhận lời tham gia chương trình livestream ngày hôm nay của Đại học Văn Lang. Với kinh nghiệm của thầy, với nhiệt huyết của thầy thì đã chia sẻ về câu chuyện về nhân lực, về lựa chọn ngành nghề đối với các bạn trẻ hiện nay, thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ đặt câu hỏi để thầy chia sẻ những cái câu chuyện mà thầy biết, những cái kinh nghiệm mà thầy biết, để chúng ta có được những cái lời khuyên, để từ đó mình xác định được cái việc lựa chọn ngành nghề của mình một cách chính xác hơn, một cách quyết tâm hơn. Thì quay trở lại với câu hỏi của Minh Khoa vừa đặt á, thì đối với bất cứ một cái quyết định nào quan trọng trong cuộc đời mình, đúng không, kể cả là chọn ngành nghề, chọn trường đại học, hay là chọn lựa chọn vợ, chọn chồng, lập gia đình, thì chúng ta đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Và đặc biệt là trong cái năm tuyển sinh năm nay, nếu mà ta quay trở lại cái câu chuyện mà lựa chọn ngành nghề và đăng ký xét tuyển đại học năm nay á, thì cái từ chiến lược là tôi nghĩ là hợp lý đấy. Tại vì năm nay với cái sự thay đổi về quy chế tuyển sinh và lộ trình tuyển sinh cũng có những cái điều chỉnh nhất định, thì các bạn cũng đã biết rồi là chúng ta sẽ cần phải đăng ký những cái nguyện vọng chính thức của mình trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 của năm nay. Và sau khi cái quá trình xét tuyển tổ chức xong thì các mỗi bạn chỉ có thể trúng tuyển một và chỉ một nguyện vọng duy nhất mà thôi, tương ứng với một ngành đại học nào đó, một trường đại học nào đó. Thì như vậy là nó khác với hàng năm rằng một thí sinh có thể cầm trên tay nhiều cái kết quả trúng tuyển, và từ đó các bạn lựa chọn nhập học ở ngôi trường nào mà các bạn mong muốn. Thì năm nay các bạn phải xác định được câu chuyện đó trước thời điểm đăng ký. Thế thì chiến lược chính là ở chỗ này. Một, chúng ta phải ở thời điểm này, một tuần nữa các bạn sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì tất nhiên câu chuyện chúng ta quan tâm nhất là về thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng ngay sau kỳ thi là chúng ta sẽ nghĩ tới cái câu chuyện rằng là chúng ta đặt bút ghi cái nguyện vọng gì ở cái phiếu đăng ký online của chúng ta đó. Thì lúc đó là cái chiến lược nó sẽ như là Minh Khoa nói, có hai chiến lược rất là rõ ràng. Chiến lược lựa chọn ngành là cái câu chuyện mà cái ngành nào nó đi với chúng ta trong 4 năm đại học, và cái nghề nào đi với chúng ta trong 40 năm cuộc đời sau đó. Và thứ hai nữa là chiến lược lựa chọn đăng ký xét tuyển cái ngành đó trong cái hồ sơ. Thì nó ngắn hạn hơn, nó chỉ là cái hồ sơ thôi, nhưng mà nó sẽ quyết định là cái khả năng trúng tuyển một và chỉ một nguyện vọng của chúng ta là cái gì, có đúng vào cái ngành mà mình mong đợi hay không, có đúng vào cái trường mà mình mong đợi hay không. Thì đó là cái chủ đề mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn thí sinh trong chương trình livestream. Và như vậy thì với những câu hỏi về nhân lực tôi hy vọng các bạn đặt ra để thầy Trần Anh Tuấn trả lời cho các bạn với kinh nghiệm của thầy. Với những câu hỏi về lựa chọn cái cách mà phương, cái chiến lược đối với đăng ký xét tuyển, thì tôi hy vọng là với chút kinh nghiệm của tôi về tuyển sinh tôi có thể chia sẻ với các bạn. Dạ, em cảm ơn cô. Và các bạn thí sinh ơi, Minh Khoa cảm giác như đây đang là một cái buổi học online. Ở đây có rất nhiều học sinh đang ngồi trước màn hình điện thoại cũng như là màn hình máy tính, để cùng với hai thầy cô ngày hôm nay của chúng ta sẽ tư vấn nhiệt tình về những thắc mắc của các bạn xoay quanh về vấn đề là chọn ngành và cũng như là chọn cách để đăng ký ngành đại học. Phải nói là dùng cái từ chiến lược là vô cùng đúng đắn, tại vì là với một cái sự thay đổi về quy chế rất là lớn như hiện nay thì chắc hẳn là các bạn thí sinh đến thời điểm bây giờ vẫn ít nhiều bạn còn đang là hoang mang. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi mới ngồi ở đây để cung cấp cho các bạn rất là nhiều thông tin chính xác về những cái quy trình và cũng như là cách để các bạn chọn ngành và đăng ký xét tuyển ngành trong năm học 2022 này. Và các bạn thân mến, chúng ta đừng quên là hành trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển của chúng ta chính thức là từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Và như cô Mến nói, nếu như mà các bạn còn lăn tăn, các bạn cứ comment nhiệt tình ở phía bên dưới livestream ngày hôm nay. Ban biên tập của chúng tôi sẽ chuyển ngay đến hai vị khách mời của chúng ta để các thầy cô sẽ giải đáp tất tần tật những thắc mắc của các bạn nha.
À, thầy cô biết không, hôm nay là ý tưởng của buổi livestream ngày hôm nay với cái chủ đề này bắt nguồn từ bốn từ khóa mà tụi em tìm kiếm thấy là đang hot nhất trên Google hiện nay mà các bạn thí sinh tìm kiếm. Bốn từ khóa đó là đầu tiên là ngành nào lương cao, dễ tìm việc. Từ khóa thứ hai là top ngành thu nhập khủng. Từ khóa thứ ba là học giỏi môn ABC thì nên học ngành nào. Và từ khóa cuối cùng là đăng ký nguyện vọng như thế nào. Dạ, với bốn từ khóa này thì không biết là thầy cô có suy nghĩ gì về những từ khóa này không ạ? Dạ, em mời thầy Tốt nhé. À, cái vấn đề này thì phải nói thật sự là năm nào thì cũng đều có bốn cái từ khóa này thôi. Nó có bốn vấn đề giải quyết, và đặc biệt năm nay thì đúng như cô Mến, trưởng phòng tuyển sinh truyền thông của Đại học Văn Lang vừa mới nói, thì bộ cũng đang thay đổi một số cái chiến lược về tuyển sinh, làm cho học sinh cũng hơi lo âu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta nhìn nó một cách nó toàn diện một chút xíu, cái sự thay đổi của bộ là chỉ nhằm một đảm bảo sự chặt chẽ và tạo điều kiện cho các em quyết tâm học đại học và lựa chọn trường cho thật đúng, chứ không phải làm cho nó rối rắm thêm. À, để mà quản lý, để tránh cái sự gọi là cạnh tranh của những cái trường mà thật sự là, nếu mà tôi nói thẳng là cũng chưa có đạt chuẩn, thấy không? Thì bộ là muốn vậy, chứ không phải làm cho các em nó rối rắm là phải nghĩ rằng là mình phải lựa chọn trường này trường kia, nó khó đăng ký, nó khó cái lộ trình, nó khó, không phải vậy, thấy không? Như vậy thì rõ ràng cái thứ nhất, cái câu thứ nhất là cái ngành nào mà lương cao, thì câu này là chúng ta suy nghĩ vậy thì nó cũng còn mộc mạc quá, thấy không? À, bởi vì trong tất cả mọi ngành nghề đang vận hành trong thị trường động thì cũng có ngành lương cao chót vót, và cũng có người làm lương rất cao và người làm lương rất thấp và thậm chí thất nghiệp luôn, không? Nhưng ngược lại có những ngành rất ít người học, không? Rất ít người làm nhưng mà cũng lương cũng rất cao. Tôi nói ví dụ như một cái ngành mà chúng ta thấy trong lĩnh vực về khoa học xã hội, chúng ta nghĩ khoa học xã hội là lương thấp, nhưng mà thật ra nếu chúng người ta vận hành, người ta vẫn ở những mức lương cao, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông. Và ngồi kế tôi đây thì cũng là một người học ngành khoa học xã hội, khoa học xã hội bây giờ cũng rất là thành tài trong cái và cũng có lương, tôi nhớ làm mức lương cũng khá ha. Thành ra cho nên tôi nói thật là mức lương, tôi hay trả lời với các em là mức lương nằm trong bàn tay, nằm trong khối óc, nằm trong hành động của mình và nằm trong cái tiềm lực của mình để mà làm sao mình vận dụng. Mà nếu mình chọn được cái phù hợp với nghề, mình làm hết đam mê thì cái mức lương nó thuộc về mình. Cái thứ hai là mức lương phải hiểu nó tương xứng với lại cái chuyện là giá trị con người trong xã hội nữa, chứ không phải là tột đỉnh, trừ những con người sinh ra vốn là người ta phải là đại bàng thôi, mình không có so sánh. Nhưng mà nếu là lương mà gọi là vừa phải và đủ sống là được rồi. Tôi cũng là một người làm nhân lực liên tục 40 năm, mức lương tôi cũng phải cao gì, nhưng tôi luôn luôn tự hào là tôi đủ sống và cũng tự lập, cũng nuôi cha nuôi mẹ và cũng lo gia đình cũng đàng hoàng. Tôi thấy tôi cũng hạnh phúc rồi, cái hạnh phúc nó to lớn lắm, chứ không phải lúc nào cũng suy nghĩ theo cái hướng đó. Và các em cứ nhìn thấy. Cái thứ hai là cái cách xét tuyển như thế nào thì chắc cái này tôi không muốn điều mất thợ để cô Mến trả lời. À, dạ. Cái thứ ba là cái nhu cầu nhân lực. Cái nhu cầu nhân lực các bạn phải hiểu nó theo mọi nghĩa này nè. Là thứ nhất là cái vấn đề nghịch lý của thị trường lao động của chúng ta, và đặc biệt sau khi đại dịch Covid. Nó đã có một cái sự thay đổi rất lớn, mà nếu chúng ta cứ hiểu theo nghĩa truyền thống là học ngành A, ngành B, ngành C hot thì cái ngày kia thì chúng ta sai. Bởi chúng ta hoặc là trường này hot, trường này kia ngon lành, như tôi trả lời nãy chúng ta cũng sai luôn. Bởi vì đó là chúng ta đang thay đổi một điều rất lớn, là chuyển đổi toàn bộ về vấn đề nhận định cuộc sống, và thay đổi kể cả cái vấn đề sử dụng cuộc sống và kể cả các lĩnh vực tài chính, thương mại, đời sống thay đổi hết. Thay đổi hết thôi với đại dịch Covid. Bây giờ ví dụ như trước đây người ta sắm đồ, người ta khoái mua đồ nhiều, thì bây giờ người ta không mua đồ nhiều nữa, người ta mua đồ nào đúng thôi, thấy không? Chứ không có cần phải tràn lan. Cho nên như vậy thì học nghề bây giờ học phải thật đúng. Và thứ hai là phải làm sao mà nhân lực mình trở thành một nguồn nhân lực chất lượng cao, mà mình có thể vận hành được rất nhiều thứ, mà trong đó phải đảm đương được cái thời kỳ của kỷ nguyên số. Đó là cái kỹ năng số, thấy không? Cho nên là phải là kiến thức, kỹ năng, thái độ, thấy không? Và trong đó kỹ năng thì nó lại thay đổi mức độ, mà trước đây tôi hay cô Mến đừng nhắc nhở là chỉ là giao tiếp, làm việc nhóm, bây giờ không có đâu. Phải chịu áp lực công việc, rồi phải biết kỹ năng số và đủ thứ trên đời để các bạn vận hành. Nghe nó rùng rợn nghe đó, nhưng mà nếu chúng ta biết xâm nhập, biết làm việc thì chúng ta sẽ tốt. Như vậy thì rõ ràng thị trường động chúng ta hiện nay là thiếu chứ không phải là thừa. Tôi nói thật là như thế đó, thiếu. Và kể cả các bậc đàn anh của các bạn á, mà nếu đi trước á, mà chỉ cần lơ đễnh một chút xíu á, là có thể rời khỏi hàng ngũ ra nhường cho các bạn,
và chưa kể là thị trường lao động chúng ta đang hội nhập và mở rộng ra di chuyển, cho nên việc làm phải nhìn xa trông rộng chứ không phải nhìn túm túm chỗ nào nhà lầu, chỗ nào xe hơi, chỗ nào là nhà cao cửa đẹp thì cái đó cũng được, nhưng mà nó không chưa ngon lắm, thấy không? Và như vậy, và đặc biệt là trong cái việc làm hiện nay nó có cái vấn đề là cái khởi nghiệp đứng lên để làm chủ vận mệnh của mình, thì như vậy là học ngành nghề mà đúng á, mà quyết lực á, lề lề có thể trở thành những người chủ cái chỗ này. Tôi quan tâm là chính người này mới tạo ra việc làm, mới giúp cho đời, mới chứ không phải là lúc nào cũng dành nhau vỗ lương bổng thật cao rồi cho là mình cao là mình hơn thiên hạ. Cái đó thì cũng mức độ như vậy, thì cái thị trường động hiện nay chúng ta là nghịch lý là vậy, thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu. Đối với tôi, thiếu là buồn nhưng thừa buồn hơn. À, thừa vẫn buồn nhưng thiếu nó buồn hơn, vì thiếu là lao động nước ngoài nó sẽ thay thế chúng ta. Về ngành nghề thì tôi làm nhà ăn lực thì tôi cũng đã đưa lên rất nhiều, phải không, qua nghiên cứu. Tuy nhiên tập trung lại trong cái thời kỳ này và đang chuyển biến rất lớn, nó có 12 nhóm ngành nghề mà xin giới thiệu với các bạn tham khảo. 12 rồi, cái nhóm ngành thứ nhất á mà tôi hay lặp đi lặp lại nhưng nó đang mở rộng chi ly hơn, đó là nhóm ngành khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và hệ thống thông tin quản lý. Mà trong đó tôi có nhắc một em nãy là quyết tâm học cho bằng được công nghệ thông tin và mới đăng ký vô trường cô đó con ơi. Mà trong khi đủ điểm đây vào công lập. Cái thứ hai là nhóm ngành công nghiệp nghệ kỹ thuật, trong đó đặc biệt là cơ điện tử, chế tạo máy, kỹ thuật nhiệt, thấy không? Công nghệ kỹ thuật ô tô, tàu thủy, nhóm ngành tự động hóa, điện điện tử, công nghệ hàng, bảo hộ lao động, quản lý công nghiệp, bảo dưỡng công nghiệp. Đó là các nhóm ngành, cái tên nó vậy nhưng mà nó đang đi xuyên suốt và đi chiều sâu. Nhóm ngành thứ ba là kiến trúc, bao gồm kiến trúc cảnh quan, kiến trúc đô thị, thiết kế xanh, thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa, thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm, thiết kế thời trang, mỹ thuật ứng dụng, thiết kế mỹ thuật số, truyền thông đa phương tiện. Đó. Nhóm ngành thứ tư, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, giao thông, khoa học môi trường. Khoa học môi trường hiện nay nhiều em mới cho rằng là ngành này là thất nghiệp là sai. Là sai nha, là nhóm ngành này cũng đang có nhu cầu lớn, mà chứ điều chúng ta học kia đến nơi đến chốn và chúng ta cũng suy nghĩ nó không tới, lúc nào cũng nghĩ học ngành này ra là vô làm nhà nước để đi đo đạt là làm khó người ta, cái đó không phải cái này nên xanh sạch đẹp, khí hậu ha, hiểu vậy thì mới việc làm được, thấy không? Rồi các nhóm ngành về khoa học và công nghệ vật liệu, nhóm ngành thứ năm là công nghệ thực phẩm, bao gồm công nghệ sinh học, hóa dược, hóa sinh, hóa mỹ phẩm. Đây là những cái ngành mà đang chiến lược, thấy không? Nhóm ngành thứ sáu là cái nhóm ngành mà tôi quan tâm lắm á, cũng vẫn thiếu đó, nhưng mà mặc dù chỉ ở có một trường đào tạo nổi tiếng là Đại học Nông Lâm nhưng mà không thua vậy đó, thấy không? Đó là nhóm ngành công nghệ nông lâm, bao gồm nông nghiệp công nghệ cao, khoa học cây trồng, khoa học môi, trong đó có bao gồm cả các khoa học môi trường trong nông nghiệp, rồi chăn nuôi, thú y, lâm sinh, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thủy hải sản và chế biến. Nhóm ngành thứ bảy là kinh doanh quốc tế. Kinh doanh quốc tế, nhóm ngành này là học nhiều đây, thất nghiệp nhiều đây, khóc cũng nhiều đây, nhưng mà bây giờ thiếu cũng nhiều, phải không? Bởi nhóm này đang chuyển đổi theo kỷ nguyên số gắn liền với lại công nghệ thông tin, tạo ra những nhóm ngành mới, phải không? Và nó sẽ chuyển đổi thì bao gồm là kinh doanh thương mại, quản trị kinh doanh, quản trị môi trường doanh nghiệp. Cái nhóm ngành tên mới mà rất độc đáo á, không? Rồi nhóm ngành thương mại điện tử, nhóm ngành này bây giờ đào tạo nhưng mà ra cũng chưa đủ, không? Mà đặc biệt là sau Covid thì bây giờ là cái nhóm ngành này đẩy nhanh á, toàn thế giới thiếu hụt ngành này, còn học đến nơi đến chốn thì tùy theo mỗi người ha. Rồi nhóm ngành marketing, mà trong marketing bây giờ lại gắn liền cái digital marketing, tức là marketing ứng dụng trên hệ thống công nghệ. Cho nên hiểu vậy chứ bằng không một vài trường đi cứ nói một số ngành nghe nó truyền thống tên tuổi rồi cái mình cứ nghĩ là vậy nó hot, không phải vậy, nó đang chuyển đổi. Mình mà tôi thấy trường mình cũng khá đó, tôi theo dõi, tôi thấy mình cũng đang có sự thay đổi lớn về mặt chất lượng đào tạo á. Rồi trong đó nhóm ngành logistics và chuỗi cung ứng, rồi quản trị nhân lực, thấy không? Rồi trong đó là kể cả cái nhóm ngành mà chúng ta đang trong lĩnh vực về kinh tế. Rồi nhóm ngành thứ 8 là nhóm ngành tài chính kế toán, kiểm toán ngân hàng, tài chính doanh nghiệp. Trước đây tài chính kế toán là chung, kiểm toán bây giờ tách hai này ra luôn, thấy không? Trong đó kiểm toán là bây giờ trở thành độc lập. Đó, cho nên là các bạn tìm hiểu ngành nó phải sâu, chứ không phải là ngành mà cứ nghe rồi cái là bắt đầu cái nói cái ngành này anh chị mình làm lương cao mình nhào vô mà không phù hợp. Rồi nhóm ngành thứ 9 là du lịch, quản trị dịch vụ du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Đây nhóm ngành đang khôi phục lại mạnh. Trước đại dịch Covid tôi nhớ tôi trả lời mà cũng may mắn sao tôi số tôi nó cũng hơn. Tôi trả lời là nhóm sau đại dịch Covid ngành nào mà đang bị thê thảm thì ngành đó khôi phục nhanh nhất. Bây giờ du lịch các bạn thấy thiếu hụt nhiều em bây giờ. Và trong đó có một đội ngũ du lịch đã rời khỏi hàng ngũ, một đội ngũ y rời khỏi ngũ, bây giờ đội ngũ mới này lắp vô. Cho nên cái thị trường động nó ngộ lắm, nó theo cái giá trị chứ không phải là cứ theo cái kiểu là lúc nào cũng cho là mình ngon lành, phải không? Cái đó là nó chỉ đúng phần thôi. Rồi nhóm ngành thứ 10 là nhóm ngành khoa học xã hội,
về ngành nghề như là truyền thông, quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng ngành này bây giờ thấy cũng đổ xô học à. Mà trong đó tôi theo dõi thấy Đạo Văn Lan cái ngành này có bộ ngon á, học sinh học cũng dữ á. Nhưng mà Đông Phương học, Việt Nam học, cái mấy ngành này thì lại mấy bạn lại coi thường. Nhưng mà chính là mấy ngành này nó lại Việt Nam học, Đông Phương học, công tác xã hội, dân học, ứng dụng, rồi các nhóm ngành này nó lại tương tác rất nhiều trong hệ thống kinh doanh. Rồi có kế lại có ngành tâm lý là nhiều người cứ nghĩ học ra để làm diễn giả, nhưng không phải tâm lý, bây giờ ta đang ứng dụng trong bệnh viện. Trường mình chắc không biết có đào tạo, ứng dụng trong bệnh viện, ứng dụng trong trường học, chứ không phải lúc nào cũng đứng phát biểu làm diễn giả mà gọi là tâm lý. Cái đó không phải, cái đó cũng được, nhưng mà nó chưa ngon mà chưa có thể hội nhập, phải không? Và đặc biệt bây giờ trong các bệnh viện là chúng ta đang thiếu rất nhiều tâm lý, rồi nhóm ngành ngôn ngữ, biên dịch, phiên dịch tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Cô mến không? Có nhiều đây cứ hỏi hoài robot thay thế học cái biên dịch làm chi. Robot chỉ nói vài chuyện bình thường, nó anh yêu em yêu anh rồi vậy thôi ha. Nhưng mà để biên dịch những cái chuyên nghiệp ha, gọi là thì phải học hành đàng hoàng, chứ không phải là lúc nào cũng robot ha. Robot không phải cái gì cũng thắng con người hết ha. Rồi nhóm ngành thứ 11 là nhóm ngành sư phạm kỹ thuật, sư phạm giáo dục, quản lý giáo dục. Nhóm ngành 12 là nhóm ngành y dược, nhóm ngành này cũng đang hot đây ha. Y dược rồi điều dưỡng răng hàm mặt, cái răng hàm mặt này lại đang thiếu đây, bây giờ nước đá uống nhiều quá, thời khí hậu không biết sao. Rồi nhóm ngành về kỹ thuật y học, y tế công cộng, quản lý y tế và công nghệ thẩm mỹ. Đó là 12 nhóm ngành, nhưng có một nhóm ngành hết sức đặc thù dành cho những người năng khiếu mà không phải ai muốn học cũng được, nhưng phải có năng khiếu và có kiến thức, đó là nhóm ngành về văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, thể thao. Thì hôm nay tôi ngồi tại trường Đại học Văn Lang là tại sao tôi nói chuyện thoải mái, là bởi vì đây là một ngôi trường hết sức độc đáo, đào tạo 59 ngành. Tôi nhớ trước khi tôi lại đây tôi đã coi là 59 ngành, mà 59 ngành nó bao trùm gần như hết toàn bộ cái 12 nhóm ngành mà tôi đang nói. Và trong đó có một số ngành là chi tiết. Thì như vậy rõ ràng là hệ thống giáo dục của chúng ta, đặc biệt là giáo dục đại học đang chuyển đổi rất mạnh. Mà trong đó nhiều trường đại học đang tiên phong đi lên để mà thay đổi, để gắn liền với công nghệ. Thì trong đó có trường chúng ta. Nói vậy thì không phải là tùy các bạn lựa chọn trường, chứ tôi không có chủ trương nhà nhân lực, không có quảng cáo trường nào đâu, chỉ có thấy chỗ nào đáng khen, chỗ nào chê, không? Thì chúng ta sẽ tính toán để chúng ta lựa chọn ngành nghề. Nhưng tôi xin nói lại, ngành nghề thiếu vậy, nhưng nếu không phù hợp thì có dù cho có mê cách mấy đi vào những trường hot, thậm chí những trường cao nhất của thế giới, thì ra trường cũng bình thường thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy vừa sức, mình chọn đúng vừa sức, mình học hành đàng hoàng, giống như là luyện võ công, mỗi ngày tích lũy một chút, thì mình sẽ trở thành người chiến thắng. Không? Vậy thì rõ ràng đời là một hành trình, nghề nghiệp một hành trình, thì nghề nghiệp cũng vậy, nhu cầu nhân lực nó gắn liền với lại cái quá trình. Cho nên nhiều người nói rằng là dự báo, chị dự báo không đúng, không phải dự báo là cái chuyện nó đúng, nhưng mà dự báo để cho anh tính toán những ngành đó để anh lựa chọn cái sự phù hợp, để cho anh quyết tâm, để cho các em quyết tâm em học hành. Học hành chứ không phải là dự báo ngành này sẽ làm 10 triệu, ngành này 15 triệu, thì cái đó không bao giờ ai ta gọi là dự báo nhân lực. Rồi, vậy các bạn. Dạ, cảm ơn thầy. Các bạn thí sinh thân mến, thầy Tuấn vừa khái quát một bức tranh vô cùng chi tiết và cụ thể về thị trường việc làm hiện tại và trong tương lai gần của chúng ta. Và trong đó rõ ràng là nãy giờ chúng ta có nghe qua những cái nhóm ngành mà chắc chắn là các bạn thí sinh mà khi mà chúng ta muốn vào văn ngành như chúng ta đang quan tâm. Thì bây giờ, nãy giờ là thầy đã nói một bức tranh tổng thể. Còn bây giờ thì Minh Khoa đang thấy là tất cả các bạn, rất là nhiều bạn trong livestream đã bình luận, comment về tên ngành ở dưới và bình luận nhờ thầy cô tư vấn lắm. Nhưng mà các bạn chờ chút nha. Bây giờ thì Minh Khoa sẽ nhờ các thầy cô tư vấn từng nhóm ngành trong Văn Lang Dương để các bạn thí sinh có thể là hiểu rõ hơn nha. Đúng rồi. Dạ, bây giờ thì em xin được mời cô Mến giới thiệu một chút về những cái nhóm ngành nào mà thường các bạn học sinh tò mò nhất trong trường của mình, cô Mến ha, để cô Mến có thể cùng với thầy Tuấn là mình tư vấn cho các bạn về những cái nhóm ngành này ạ. Cảm ơn Minh Khoa. Nãy giờ khi nghe thầy Tuấn liệt kê 12 nhóm ngành mà đang có cái nhu cầu nhân lực cao trên thị trường thì tôi cũng rất là vui mừng, bởi vì trong đó nó có rất là nhiều ngành mà Văn Lang hiện đang có đào tạo và có những ngành mà Văn Lang đã có uy tín trên thị trường. Đó. Thì như Minh Khoa có đưa ra vấn đề đó là chúng ta sẽ giới thiệu về các cái nhóm ngành cho các bạn thí sinh dễ dàng hình dung và đặt câu hỏi cũng như là lựa chọn. Thì các bạn biết là ở Văn Lang là cái trường đại học, một trường đại học đa ngành, cho nên đó cũng là một cái lợi thế của nhà trường trong việc triển khai đào tạo. Khi mà các bạn học một ngành nghề cụ thể nào đó thì các bạn có cái cơ hội để có thể liên kết với những cái ngành khác thuộc những cái lĩnh vực khác nhưng cùng trong trường, để chúng ta thực hiện dự án, để chúng ta cùng học, cùng chia sẻ những cái
kiến thức hoặc là kỹ năng của từng cái nhóm ngành nghề cụ thể, thì đấy là cái điều mà các bạn sinh viên học Văn Lang thì các bạn cũng có trải nghiệm rồi. Giống như là sinh viên du lịch muốn thiết kế về sản phẩm quà tặng du lịch thì liên kết với sinh viên bên khoa design mỹ thuật chẳng hạn, thì đấy là những cái mà lợi thế của một trường đại học đa ngành. Thì hiện nay ở Văn Lang á, như thầy Trần Anh Tuấn có nói là 59 ngành nghề, thì em xin cập nhật là tụi em có 2 ngành nghề nữa mới nữa thầy ạ. Dạ, đó là 2 ngành mới toanh mới ra nữa, đó là ngành quản lý công nghiệp, dạ, và ngành bảo hộ lao động. Thì hai ngành này nó... Hai ngành này cũng tốt ha. Dạ, đó thì hiện nay là trường có 61 ngành. Thì trong 61 ngành nghề này thì mình phân ra nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì ví dụ đối với lĩnh vực nghệ thuật thì như thầy cũng chia sẻ đó, lúc trường Văn Lang thì có đạo diễn nè, có diễn viên nè, có piano, thanh nhạc, có ngành bên nhóm nghệ thuật. Thì về cái phân nhóm của Bộ Giáo dục Đào tạo thì nó còn có các ngành về thiết kế nữa, ví dụ như là đồ họa hoặc là thời trang đó, thì nó cũng xếp vào cái nhóm nghệ thuật luôn. Ngành thời trang của Văn Lang cũng là ngành rất là thu hút hiện nay thế ạ. Các bạn thí sinh từ lớp 10 khi em đi tư vấn đó là các bạn đặt câu hỏi và các bạn đã follow theo những cái trang của thời trang của Văn Lang rồi, rất là hot. Rồi đối với cái nhóm mà về kinh doanh và quản lý thì Văn Lang có gần như là đầy đủ các ngành của thuộc nhóm kinh tế luôn. Dạ, và đặc biệt trong đó có cái xu hướng như thầy nói là đi sâu vào chuyên môn của ngành, ví dụ như là thương mại điện tử hay là logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tức là mình không phải là thương mại chung chung mà mình đi vào những cái chuyên ngành, những cái ngành rất là sâu trong đó. Thì và ứng dụng công nghệ trong đó thì như là digital marketing như thầy nói, thì đấy là một cái xu hướng trong cái ngành kinh, trong cái khối ngành kinh doanh và quản lý của Văn Lang. Và đặc biệt một số ngành có cái xu hướng liên kết, ví dụ như là ngành hệ thống thông tin quản lý cũng là một cái ngành mới mà năm nay Văn Lang mới tuyển sinh, thì là kết hợp giữa công nghệ thông tin và hệ thống thông tin quản lý cũng hay lắm ấy. Dạ, và kinh doanh đó, thì và quản trị kinh doanh, thì đó là một cái ngành cũng khá là thú vị. Đối với cái lĩnh vực mà thuộc về kỹ thuật công nghệ thì chúng tôi rất là muốn giới thiệu với các bạn thí sinh, bởi vì trong đó có những ngành mà như thầy Tuấn nói là vô cùng thiếu nhân lực ở thời điểm hiện tại, ví dụ những ngành về môi trường. Thì ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của Văn Lang là một ngành mà rất là có uy tín trên thị trường trong về đào tạo, về nghiên cứu. Rồi những cái ngành mới chúng tôi mới mở như ngành công nghệ thẩm mỹ chẳng hạn, cũng mới mở cái từ năm ngoái, nhưng cũng là một cái xu hướng rất là phù hợp với các bạn hiện nay. Và những cái ngành khác như là về điện tử, cơ điện tử vân vân thì chúng tôi cũng có. Đó thì đấy là những cái lĩnh ngành mà thuộc công nghệ sinh học, rồi công nghệ sinh học ứng dụng trong y học, công nghệ sinh học y dược vân vân, ví dụ vậy. Thì đó là khối ngành rồi là về công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu vân vân, đó là những cái ngành mà Văn Lang hiện có và cũng đào tạo khá là mạnh. Rồi đối với cái lĩnh vực mà về truyền thông thì các bạn biết rồi, PR của Văn Lang đúng không? Và thêm một người em út mới mở năm ngoái, đó là truyền thông đa phương diện, thì cực kỳ là thu hút thí sinh. Và các ngành khác, ví dụ về Đông Phương học, thì trong Đông Phương học thì có Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học, và đồng thời lại có cái ngành ngôn ngữ Hàn Quốc nữa. Thì các bạn cũng phân biệt là đi theo hướng Đông Phương hoặc đi theo hướng chuyên sâu về ngôn ngữ như ngôn ngữ Hàn Quốc hoặc ngôn ngữ Trung Quốc hoặc là ngôn ngữ Anh. Đó là những cái ngành mà cũng truyền thống lâu đời rồi, tuy nhiên là ở Văn Lang đào tạo cũng có thế mạnh. Rồi văn học ứng dụng, đó là những ngành rất mới, rất nhiều tiềm năng. Thì nếu mà đi sâu vào các cái ngành nghề của Văn Lang thì rất nhiều, và tôi nghĩ rằng quay trở lại với câu cái lúc đầu mà Minh Khoa có nói ấy, là cái chương trình này các bạn search những cái từ khóa gọi là top search hiện nay, chẳng hạn như là ngành nghề nào có lương cao hay là học cái gì, giỏi môn gì thì học ngành gì, ví dụ vậy, thì tôi đang suy nghĩ rằng là đây là cái câu chuyện lựa chọn ngành nghề là cái câu chuyện mà thường xuyên suốt mùa tuyển sinh, rồi lúc nào từ đầu mùa đến cuối mùa cũng nói về câu chuyện này. Đầu mùa thì thường là vào những cái giai đoạn mà tháng 11, 12 là bắt đầu các trường đại học nói về câu chuyện là hướng nghiệp rồi, và các trường phổ thông cũng mở những cái chương trình hướng nghiệp để bắt đầu chúng ta nói về câu chuyện lựa chọn ngành nghề. Thì lúc đó các bạn cũng search những cái từ khóa như thế này thôi. Và bây giờ đến cái thời điểm gần cuối mùa tuyển sinh rồi, chúng ta còn một chặng nữa là đăng ký xét tuyển thôi, thì lại là những cái từ khóa nổi lên lại vẫn là lựa chọn ngành nghề. Thế thì câu chuyện rằng đó là dù là quy chế hay là dù có lộ trình tuyển sinh như thế nào đi chăng nữa, thì cái cuối cùng mà các bạn đi với các bạn cũng là cái ngành nghề và một cái lựa chọn rất là cụ thể nào đó. Đấy thì tôi nghĩ là nên là cũng không có ngạc nhiên gì với cái từ khóa top search này cả. Và vì vậy á, rằng là chúng ta sẽ vượt qua những cái trúc trắc về quy chế, hay là chúng ta vượt qua một số cái khó hiểu về mặt thủ tục, thì cuối cùng là mục tiêu cuối cùng là mình phải chọn được cái ngành phù hợp và cái nghề mà mình đi theo được với nó, mà hạnh phúc với nó đấy,
Thì đấy là cái điều quan trọng nhất đối với các bạn thí sinh ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng là các bạn có thể đặt câu hỏi để các thầy cô ở đây tư vấn cho các bạn được chính xác nhất. Dạ, em cảm ơn cô Mến ạ. Và ngồi nãy giờ được nghe cô Mến nói, cái làm em nhớ đến 2 năm trước em cũng ngồi nghe cô Mến nhưng mà qua điện thoại giống như các bạn thí sinh bây giờ. Vậy dạ, ngày hôm nay là em ngồi trực tiếp để nghe cô Mến tư vấn luôn. Nhưng mà năm của em hơn là dễ hơn năm nay. Năm nay các bạn có phải có sự thay đổi về quy chế cho nên là các bạn vướng rất là nhiều những cái trở ngại khó khăn. Dạ, cho nên là và rõ ràng là bên ngoài cái từ khóa về kiếm tiêu chí là về thu nhập này, về việc làm này, các bạn cũng còn rất là nhiều những cái tiêu chí khác mà cần phải quan tâm. Em biết cô Mến là một người rất là am hiểu về đời sống của sinh viên văn lang đa ngành cũng như là hướng đi của các bạn trong tương lai, cho nên là cô Mến có thể giúp em là tư vấn một chút xíu cho các bạn học sinh về giai đoạn khởi điểm chọn ngành, thì ngoài những tiêu chí hồi nãy mình vừa nói trong các được ra thì còn những tiêu chí nào cần đáng lưu tâm nữa không ạ? Cảm ơn Minh Khoa. Tôi chỉ xin nói từ chia sẻ từ góc độ là tôi có cái kinh nghiệm về đời sống của sinh viên văn lang thôi. Còn những cái tiêu chí mà để lựa chọn ngành nghề á, thì các bạn có thể thầy Trần Anh Tuấn có thể liệt kê ra cho các bạn một list, chẳng hạn như là về nhu cầu xã hội hay là về các cái sự phù hợp với tính cách hay là sự phù hợp về năng lực hay là lựa chọn phù hợp với cái cả điều kiện gia đình nữa. Nói chung là rất là nhiều tiêu chí, tôi nghĩ các bạn cũng có thể hình dung ra những tiêu chí đó rồi. Còn tôi chỉ xin chia sẻ thêm ở góc độ là chúng ta lựa chọn một trường đại học thì như tôi vẫn quan niệm là lựa chọn đại học không phải là lựa chọn một hành trình rất là dài, không phải là 4 năm hoặc 5 năm theo cái khóa học đó, mà nó là cả cuộc đời luôn ấy, tại vì nó sẽ hình thành cái con người bạn trong tương lai. Đại học nó ảnh hưởng tới các bạn ghê gớm lắm. Cho nên nó là tôi quan niệm rằng là trong những cái tiêu chí mà để có thể lựa chọn được một cái hướng đi trong tương lai của mình ở một trường đại học nào đó thì các bạn cũng nên quan tâm tới cái môi trường đại học mà mình sẽ bước chân vào. Nó sẽ cho bạn những giá trị gì, bởi vì chúng ta cũng biết rằng ở hiện nay kiến thức cũng chỉ là một phần thôi. Ngoài kiến thức còn có kỹ năng, còn có thái độ và nhiều những yếu tố khác để chúng ta có thể làm việc và chúng ta có thể sinh sống trong thời đại hiện nay. Cho nên đó rằng cái môi trường mà các bạn học trong 4-5 năm á, nó sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm gì ngoài trải nghiệm về việc học tập trên giảng đường, học tập kiến thức, được học với các thầy cô giỏi chẳng hạn, thì các bạn được gì nữa? Thì tôi cảm nhận điều này ở Văn Lang rất rõ, là bởi vì theo chia sẻ của nhiều sinh viên, cựu sinh viên và như Minh Khoa chắc em học em cũng biết, thì khi mà mình học trong một cái môi trường mà có cái sự tương tác của cái cộng đồng nó mạnh mẽ và lành mạnh và tích cực như sôi động ấy, thì các em sẽ có cái cơ hội để các em có thể phát triển nhiều cái kỹ năng khác, kể cả về thái độ nữa. Các em thấy là ví dụ như Minh Khoa học ở PR, nếu như em chỉ học thì nó là một chuyện rồi, nhưng mà nếu em được trực tiếp làm chương trình, nếu em được trực tiếp vào hội trường làm tham gia vào ban tổ chức sự kiện, với em làm khoa, em làm neon chẳng hạn, thì nó khác hẳn. Thì em sẽ học được rất rất nhiều thứ trong quá trình em làm việc như thế, và chưa kể rằng là những cái trải nghiệm khác trong môi trường đại học, từ những cái cơ sở vật chất rồi là những cái hệ thống về dịch vụ để có thể cho em những cái trải nghiệm phù hợp mà mở rộng hơn á, đối với so với kiến thức của mình. Thì tôi nghĩ là cái đó cũng là một cái yếu tố bạn có thể quan tâm. Thì đọc và nếu nó phù hợp với tính cách, nếu nó phù hợp với lựa chọn của các bạn thì đấy là một cái điều tôi nghĩ cũng đáng quan tâm đấy. Và còn ngoài ra thì đương nhiên là mà tùy vào cái ngành nghề nữa, đúng không ạ? Chẳng hạn như nếu bạn theo học cái lĩnh vực về y tế sức khỏe, răng hàm mặt hay y khoa vân vân, các ngành như thế, thì những cái tiêu chí quan trọng nhất nó phải là chất lượng đào tạo, nó phải là về uy tín của đội ngũ giảng viên giảng dạy. Nhưng mà với một số cái ngành nghề khác thì có thể tiêu chí khác nó mới là quan trọng, nó phải không phải là quan trọng mà rất là nổi lên, em phải đặt ưu tiên 1, 2, 3, thì với mỗi cái lĩnh vực có thể nó lại hơi khác nhau đấy. Thì nó cũng khó có một cái đáp án chung với các bạn, nhưng tôi nghĩ rằng là đã lựa chọn đại học thì các bạn phải xem xét tất cả tiêu chí, xem chúng ta bước vào một cái môi trường là cái cộng đồng sinh viên với mình là ai và sẽ cho bạn cái trải nghiệm gì. Dạ, em cảm ơn cô. Mà nãy giờ khi mà thầy cô tư vấn về những nhóm ngành rồi cũng như là những cái tiêu chí, thì trong livestream có rất nhiều bạn sinh viên comment tên của ngành để mong là các thầy cô sẽ giải đáp cho các bạn tư vấn thêm về ngành. Bây giờ thì em nhận được rất là nhiều câu hỏi về các ngành. Ví dụ như là bạn Như Thấm, bạn nhờ thầy chia sẻ về ngành công nghệ thông tin,
Rồi bạn Phạm Vĩnh Phong nhờ thầy chia sẻ về ngành công nghệ ô tô. Ừ. Bạn Trần Hải Đăng thì nhờ thầy cô chia sẻ về ngành tài chính ngân hàng. Rồi bạn Hoàng Tiên là nhờ thầy cô chia sẻ về ngành thiết kế công nghiệp. Wow, rất là nhiều. Và bây giờ thì em xin được mời thầy Tuấn có thể là giải đáp thêm cho các bạn về xu hướng nghề nghiệp cũng như là mức thu nhập của một số ngành mà các bạn vừa có comment thắc mắc được không ạ? Dạ, mời thầy. À, trước tiên thì tôi muốn nói cho các em rằng là cái trong cái xu hướng cách chọn ngành nghề ấy, thì cô Mến cô đã nói gần như là cái cơ bản đó em. Mà tôi có một cái điều mà tôi hết sức nhất trí ấy, so với lại một số cái tư vấn khác, đặc biệt là của những nhà tâm lý ấy, thì hay khuyên các em là chọn những cái gì đó mà nó tốt nhất, phải làm sao là người con có hiếu, rồi phải kiếm những cái ngành nghề gì mà làm mới được nhiều tiền á, rồi phải gian danh thiên hạ. Tôi cho cái đó không đúng. Với tôi là tôi một người nhân lực, tôi nói thật. Mà quan trọng nhất là em chọn được ngành nghề và em tìm được cái môi trường. Mà tôi rất đồng ý với cô á. Yeah. À, khi mình tìm được một cái môi trường thì tự nhiên là mình sẽ rèn luyện ra cái điều mình muốn. À, cái đó là hoàn toàn đúng, từ thời xa xưa nó đã đúng như vậy rồi đó. Khi mà cái môi trường tốt nó sẽ ra cái người tốt, cái môi trường này nó sẽ ra. Ví dụ như kỹ năng mà mình cứ ngồi chỗ rồi mình cứ nói liên thiên ngoài suốt đời sau kỹ năng. Nhưng mà phải có cái nơi nào nó gia trạm thì chúng ta sẽ ra những cái điều kiện đó. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta lựa chọn. Khi mình chọn một cái nghề đúng rồi, mình không phải chọn một cái trường đúng nữa. Còn cái vấn đề đặt ra là các cái ngành nghề hiện nay nó vận hành theo cái thu nhập như thế nào. Tôi xin nói với các em rằng là hiện nay thì chúng ta đều thấy rằng là đại học thì chắc chắn ra trường thì cái mức lương nó cao hơn là các cái bậc khác. Cái đó là điều mình phải thấy điều đó. Nhưng nếu học đại học mà học dở đó thì thôi, thì xin lỗi, thua kể cả học sơ cấp nghề. À, đó là nói thật vậy. Và thậm chí thất nghiệp thì cũng đành phải chịu thôi. Và chính vậy người ta hay đổ lỗi nhau là học đại học hiện nay là thiếu việc làm, nhưng mà là bị thất nghiệp. À, nhưng mà không phải, hiện nay là Việt Nam chúng ta đang thiếu những người có trình độ cao. Và chúng ta đang thiếu trầm trọng chứ không phải là chúng ta đang thừa, nhưng chúng ta thừa cái người có bằng đại học nha. À, thừa người có bằng đại học mà lại không làm được những công việc tương xứng với lại cái đại học. Mà do chúng ta quá trình học tập chúng ta học cũng không đến nơi đến chốn. Vậy thì cái điều nhất định muốn khuyên mấy em á là muốn có hiếu thì phải lo bản thân mình trước. Thấy không? Mà cha mẹ chắc là muốn ở con cái là không phải đợi mấy em nuôi đâu, tới lúc mấy em nuôi được cũng khó lắm. Tôi là một người cũng lớn tuổi rồi, cũng đang tự lập chứ cũng không đến nỗi gì mà thê thảm lắm đâu. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là mấy em phải làm sao lo được bản thân mình. Mà muốn lo được bản thân mình mấy em phải quyết định. Còn cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho các em. Không, chứ không cần phải mình nước độ mà tiết kiệm rồi này kia rồi cho rằng vậy là có hiếu, cái đó không phải. Đó là ý thứ nhất tôi muốn nói với em. Thứ hai, cái nghề nghiệp khi mà mình giỏi thì lương mình cao nha. Chứ không có cái nghề nào lương cao, cái nghề giỏi là lương cao. Nhưng mà tất nhiên mình phải thừa nhận cái điều này, trong nãy cô Mến nói tôi cũng đồng ý nha. Ví dụ trong cái lĩnh vực mà mình phải thấy hiện nay Việt Nam mình đang thiếu học, thật sự là thiếu nhiều nhất là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Cái lĩnh vực thuộc về là trí tuệ, ví dụ như lĩnh vực về thiết kế. Cái lĩnh vực mà các em cho rằng là vất vả, nãy nói công nghệ môi trường phải không? Đó, một số cái lĩnh vực mà các em nghe mà trong lĩnh vực về kỹ thuật thì chúng như kỹ thuật ô tô, mấy em thấy tưởng đâu là giống như là ngồi giá bánh xe, không phải đâu nghe. Không? Bây giờ tương lai mấy em sẽ phải học đến mức độ mà ô tô bây giờ người ta đem từng mảng người ta ráp vô luôn, chứ không phải là ngồi đó mà sửa đụng chút rồi gõ, ngồi đó bo lại, cái đó là không phải nữa, không phải là cái nền công nghệ tiên tiến nữa. Cho nên em hiểu ngành nghề đó và đương nhiên mức độ kỹ thuật nó cao. Thứ hai, em đừng hiểu mức lương theo kiểu hiện nay. 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu suốt ngày hỏi hoài nghe em nhức đầu. Phải không? Mà em phải tính cái chuyện 5 năm sau. Rồi tính cái quốc gia đang hội nhập và cái đầu tư của nước ngoài nó đang vào Việt Nam, nó đang thay đổi, và làm sao em phải chiếm lĩnh những cái vị trí mà người ta đang thiếu. Chứ em dành ra cái chỗ mà ví dụ như công chức nhà nước để thi vô rồi làm quan làm quyền thì thôi, muốn dành đâu ai cấm. Dành không được đừng khóc. Thấy không? Trong khi đó những cái nơi mà hiện nay đầu tư nước ngoài tuyển không được người, lý do độc nhất không biết ngoại ngữ, kỹ năng thấp, thái độ càng nghênh càng ngang thì ai tuyển. Rồi chưa kể di chuyển lao động, nhiều trường hợp em biết hiện nay đi làm việc khắp nơi thì lúc đó cái mức lương gần như không có biên giới à. Lương có biên giới, thấy không? Còn các nhóm ngành kinh tế thì thường thường nếu mức lương mà làm công thì nó thấp hơn các ngành kỹ thuật. Yeah. Nhưng mà ngành kinh tế thì nó lại vô biên. Đầu óc của siêu phàm ngồi tính toán thương mại điện tử thì nó ra. Vậy thì nãy nói rồi, tiền bạc nó nằm trong cái giỏi nghề, cái vận hành nghề, cái thái độ, rồi chúng ta sẽ tìm ra cái đồng tiền đó. Thấy không? Vậy thì điều chính đáng nhất là chúng ta cố gắng. Chứ còn bây giờ hỏi ngành này ngành kia, thật tôi làm nhân lực thì tôi trả lời luôn, ngành này mấy triệu, ngành kia mấy triệu, tôi trả lời được hết trơn à. Nhưng mà nếu chúng ta lại trả lời vậy thì bữa nay không có tương xứng với cái chương trình của Đại học Văn Lang. Tại vì đây mình không phải đào tạo, cái chuyện mà đi ra kiếm 5-10 triệu, 20-30 triệu
thấy không? Thậm chí 1-2 ngàn đô, tôi cho rằng cái đó không phải là cái điều mấy em mơ ước. Mà mấy em mơ ước làm sao mà đưa cái đầu óc của mình nó có thể xâm nhập vào thế giới, cái năng lực, cái tài năng của mình nó hòa nhập được, mình cạnh tranh với năng lực thế giới. Và lúc đó tiền của mình sẽ tìm, cái đồng tiền mình sẽ tìm bằng tất cả cái điều mà mình thỏa chí, thấy không? Và quan trọng nhất mình vận hành cái đồng tiền thế nào để mình sống cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống giá trị, cuộc sống uy tín. À, thì cái cuộc sống đó mới gọi cuộc sống gọi là ta gọi là gì đó, hạnh phúc ha. Rồi bà trẻ rồi, còn nếu mà bạn nào mà cứ cảm thấy ấm ức thấy tôi nói không được thì hoặc là nói nhu cầu nhân lực hồi nãy không rõ thì xin liên hệ với phòng tuyển sinh của Học Văn Lang, tôi cũng sẽ gửi các tài liệu này lại. Mà tôi thấy bên Học Văn Lang cũng rất yêu thương tôi, cũng hay đưa những cái thông tin của tôi lên để mà giới thiệu đến các bạn bè. Sẵn đây tôi cũng cảm ơn phòng tuyển sinh ha. Rồi tôi cũng thấy rằng là còn nếu các bạn nào muốn mức lương cụ thể thì cũng có thể thông qua chỗ con mến các phòng thì chúng tôi cũng sẽ trả lời được mức lương, tôi cho là cái đó không khó, thấy không? Nhưng quan trọng là bạn hãy lựa đúng nghề, học cho thật đúng, học cho thật giỏi thì tiền sẽ đến các bạn. Chỉ sợ sau khi các bạn có tiền là các bạn không biết xài, là các bạn phá tiền luôn chứ, thấy không? Bạn phá tiền, cho nên tôi nói cái chỗ là cái đạo đức con người nó gắn liền với nghề nghiệp, gắn liền với cái sự hoàn thiện cái giá trị nghề nghiệp nó lớn lắm chứ không phải nó nhỏ đến mức độ cho nhỏ chút xíu mà các bạn nghe một vài cái chương trình nho nhỏ rồi cái lời khuyên rồi các bạn cảm thấy cuộc đời nó mình giống như là nó bay bổng, đương nhiên nó sẽ bay. Nhưng mà nếu mà mình biết có một cái nội lực, có một cái tiềm năng thì mình sẽ bay đến một mức độ mà gần như cả vũ trụ chứ không phải chỉ có cái chuyện bay lên cao không. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy và em cũng hiểu được là thời lượng của chương trình ngày hôm nay sẽ không có thể nào đủ để thầy có thể nói hết được chi tiết tất cả các ngành đâu. Cho nên là nếu mà các bạn có thắc mắc thì các bạn cứ gửi những thắc mắc của các bạn về cho ban biên tập của chúng tôi, cho phòng tuyển sinh và truyền thông trường Đại học Văn Lang và chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn những thắc mắc của các bạn nha. Và ngày hôm nay, ngay bây giờ chúng ta đã bước qua một nửa phần thời gian của buổi học ngày hôm nay rồi. Đó là chúng ta vừa được nghe thầy cô cùng nói về chiến lược để chọn ngành. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển qua một cái phần khác, là cái vế thứ hai trong cái chủ đề ngày hôm nay. Đó chính là chiến lược đăng ký ngành xét tuyển đại học các bạn ơi. Và rõ ràng là với năm tuyển sinh 2022 năm nay, có quá nhiều thay đổi về quy chế. Chắc hẳn là bây giờ các bậc phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh đang rất là đau đầu và hoang mang. Không biết là nên làm thế nào cho đúng, thì không biết là nên làm thế nào để chúng ta có thể có một cái chiến lược đăng ký nguyện vọng như ý. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ giải đáp cho tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh về vấn đề này nha. Và quay trở lại với quý thầy cô, thì em xin được nhờ cô Mến sẽ tư vấn cho các bạn thí sinh về yếu tố kỹ thuật tuyển sinh. Thì em nhờ cô hướng dẫn cho các bạn về cách nào đăng ký ngành xét tuyển đại học làm sao cho hiệu quả nhất ạ. Dạ, em mời cô. Cảm ơn Minh Khoa. Như tôi đã nói lúc nãy đó, thì năm nay có một số cái thay đổi trong cái việc mà chúng ta phải đăng ký nguyện vọng đại học. Thì sự thay đổi lớn nhất đó là chúng ta sẽ phải có một cái đợt đăng ký chính thức trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và đây sẽ là cái gọi là những cái nguyện vọng đăng ký chính thức chính thức của chúng ta, và sau khi mà các trường đại học mà tổ chức xét tuyển thì chúng ta sẽ có một và chỉ một nguyện vọng được công bố mà trúng tuyển mà thôi, và chúng ta lựa chọn nhập học theo cái nguyện vọng đó hay không thì đó sẽ là cái nguyện vọng duy nhất của mình. Thì như vậy nó dẫn tới câu chuyện là chúng ta sẽ phải lựa chọn cái phương án gì, cái nguyện vọng như thế nào để chúng ta đăng ký vào trong cái giai đoạn mà đăng ký nguyện vọng chính thức trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ. Thì ở đây tôi nghĩ rằng là nó liên kết đến cái câu chuyện mà chọn ngành nãy giờ mà các bạn có chia sẻ. Thì như khi mà chúng ta đã xác định được một cái ngành cụ thể nào đó, ví dụ như là lúc nãy Minh Khoa có nói ngành thiết kế công nghiệp đây ha, đây tôi nghĩ đây là một cái ngành rất là thú vị mà vừa nãy có một bạn nào đó đặt câu hỏi ấy, thì nếu mà bạn quan tâm đến ngành thiết kế công nghiệp và bạn cứ tự tin đi với cái hướng này, tại vì đây là một cái ngành mà cực kỳ thiếu hụt lao động hiện nay. Và đó là một cái ngành có tiềm năng phát triển rất là ghê gớm trong tương lai, khi mà tất cả những cái sản phẩm ở trong đời sống của chúng ta có cái nhu cầu phải làm cho nó đẹp hơn và công năng của nó toàn diện hơn, thì ngành thiết kế công nghiệp là một cái ngành mà rất là phù hợp. Đặc biệt ở các nước phát triển thì ở Việt Nam hiện nay ngành này chưa được thí sinh chú trọng lắm. Tuy nhiên đây là một cái ngành Văn Lang có đào tạo và chúng tôi có cái góc nhìn về nó, thấy được cái tiềm năng của nó. Thì quay trở lại câu chuyện chiến lược chọn ngành như thế nào để đăng ký vào cái phiếu đăng ký xét tuyển. Thì chẳng hạn như nếu các bạn lựa chọn một ngành cụ thể, ví dụ ngành thiết kế công nghiệp,
và các bạn đã xác định đấy là một cái ngành, đấy là cái ngành mà lựa chọn đúng đắn của mình rồi, tức là nó phù hợp với những cái tiêu chí như lúc nãy chúng ta đã bàn, đúng không? Tức là tiêu chí là về sự phù hợp với năng lực, sự phù hợp với tính cách, phù hợp với điều kiện gia đình nữa, hoặc là phù hợp với cái về nhu cầu xã hội hiện tại các bạn đã nghiên cứu rồi, nó là một ngành tiềm năng. Về với cái mức lương bạn nghiên cứu rồi, nó có thể là một ngành có cho chúng ta được cái hứa hẹn về thu nhập nếu chúng ta giỏi trong cái lĩnh vực đó. Và nếu các bạn đã tổng hợp được những cái tiêu chí để xác định đó là cái ngành phù hợp với mình rồi, thì chúng ta sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo, đó là chọn cái ngành đó ở trường đại học nào, ở cái phân khúc nào phù hợp với mình, để chúng ta bắt đầu điền vào cái phiếu đăng ký. Thì lúc này các bạn sẽ thấy chẳng hạn như ngành thiết kế công nghiệp là một cái ngành không có nhiều trường đào tạo. Các bạn sẽ bắt đầu đi search xem là có bao nhiêu trường đại học, nếu ở khu vực ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có bao nhiêu trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đào tạo ngành thiết kế công nghiệp. Bạn sẽ thấy là đếm trên đầu ngón tay thôi, vì đấy là một ngành không có quá nhiều trường hiện nay đang đào tạo đâu. Ví dụ có Văn Lang và hai trường khác thôi, dạ, Bách Khoa và hoặc là Đại học Công nghệ Sài Gòn thì có học đào tạo ngành đấy, tôi nhớ là rất ít. Dạ, thì sau đấy thì các bạn sẽ đặt cái list đó ra. Tất nhiên nó sẽ có những cái ngành mà có nhiều trường, còn đây tôi lấy ra ví dụ một ngành có ít trường đào tạo, nhưng có sẽ ngành khác có những ngành mà nhiều, rất nhiều trường đào tạo. Rồi các bạn sẽ xem là phân khúc nữa, chẳng hạn như là đại học hay là cao đẳng hay là trung cấp, vân vân, thì nó cũng có những cái, tại vì ở nó sẽ có những bạn á là bạn lựa chọn học thời gian ngắn thôi, 2 năm 2 năm rưỡi thôi, để chúng ta ra trường chúng ta làm việc nhanh, kiếm được việc làm. Thì đấy là tùy vào nhu cầu của từng bạn, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phân khúc nữa. Thì nếu mà xem cái ngành đấy, cái nghề đấy nó có cái phân khúc phù hợp hay không, còn trong từng phân khúc đó nó có những cái list trường nào. Thì sau đó các bạn sẽ, sau khi các bạn list ra như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái trường nào là phù hợp nhất với mình, hoặc là về môi trường đào tạo, về phân khúc học phí, về địa điểm xa nhà mình quá hay là như thế nào. Nói chung là sẽ có nhiều cái tiêu chí nữa để chúng ta tiếp tục phân loại, đúng không? Thì sau đó thì mình chọn được là cái lựa chọn là phù hợp nhất. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ lựa chọn phù hợp nhất với bạn, theo bạn đó là ngành thiết kế công nghiệp của trường Đại học Văn Lang. Thì lúc đó bạn sẽ đặt là nguyện vọng 1 là ngành thiết kế công nghiệp trường Đại học Văn Lang, ví dụ như thế. Rồi cái lựa chọn thứ hai của bạn, thì nếu bạn vẫn cứ quyết tâm với cái ngành này, bạn có thể đặt một cái backup tiếp tục một cái là ngành thiết kế công nghiệp ở trường ABC nào đó, hoặc ở một cái phân khúc khác. Thì đấy là cái tùy vào bạn mong muốn rằng là cái nguyện vọng mà bạn trúng tuyển nó sẽ là cái gì, thì bạn mới quyết định là chúng ta đặt bút viết những cái nguyện vọng đăng ký như thế nào. Ngoài ra các bạn cũng lưu ý là năm nay á, khi mà đưa về một cái hệ thống xét tuyển chung thì tất cả các phương thức khác nhau cũng xét tuyển chung trên hệ thống này. Cho nên là các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm là chẳng hạn như đối với một ngành A ở trường đại học nào đó thì nó có bao nhiêu phương thức đăng ký xét tuyển. Ví dụ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển bằng điểm học bạ, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, hoặc xét tuyển bằng phương thức gì đó khác nữa. Thì bạn sẽ xem là cái phương thức nào là tối ưu nhất cho mình. Tại vì khi mà các bạn đăng ký là lúc mà thời điểm các bạn đã thi tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, các bạn cũng đã biết điểm rồi, các bạn học bạ cũng đã xong hết rồi, nên đương nhiên các bạn sẽ biết được là cái điểm nào hoặc là cái phương thức nào là mình đang lợi thế nhất. Thì bạn cũng có thể là lựa chọn những cái phương thức phù hợp để đưa vào cái đăng ký. Thậm chí một cái ngành bạn có thể đăng ký bằng nhiều phương thức khác nhau để tăng cơ hội trúng tuyển cũng vẫn được. Tại vì năm nay chúng ta biết là quy định là một thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng, cũng như là được điều chỉnh không giới hạn số lần, mà thời gian đăng ký của chúng ta tới 1 tháng lận. Cho nên là trong thời gian đó chúng ta được quyền thay đổi. Và như vậy là các bạn tìm hiểu trọn vẹn tất cả các thông tin, kể cả những cái phương thức, và các bạn nếu quyết tâm với rất là quyết tâm với ngành đấy thì bạn cứ đặt nhiều cái nguyện vọng với nhiều phương thức khác nhau với ngành đấy. Thì cái chiến lược là tùy từng bạn thôi, nhưng tôi gợi ý một số cái cách như vậy. Đúng rồi. Dạ, em cảm ơn cô. Và các bạn thân mến, những thông tin mà cô Mến vừa chia sẻ lúc rồi thì sẽ có chi tiết ở trong livestream vào thứ năm tuần trước. Các bạn có thể vào fanpage của trường và chúng ta sẽ cùng bước lên trên và xem lại livestream này nha. Tất cả những livestream tư vấn thì chúng tôi đều để lại cho tất cả các bạn thí sinh có thể xem lại bất cứ lúc nào, để các bạn có đầy đủ thông tin, chúng ta cùng tự tin để đăng ký nguyện vọng, đăng ký ngành xét tuyển đại học một cách đúng đắn nhất các bạn nha. Và các bạn thân mến, quay trở lại với đăng ký ngành xét tuyển đại học, thì nãy giờ là cô Mến có giới thiệu đến các bạn một vài chiến lược để các bạn có thể là tự tin hơn trong việc đăng ký. Tuy nhiên thì năm nay như đã nói thì quy chế thay đổi, cho nên là cái việc mà sắp xếp thứ tự nguyện vọng nó cũng trở nên khó hơn nhiều so với những năm trước như là năm của em. Và cho nên là có nhiều bạn bây giờ thắc mắc một cái câu hỏi rất là lớn, đó là nên ưu tiên chọn trường trước hay là chọn ngành học trước. Và với trường hợp này thì thầy Tuấn có lời khuyên nào dành cho các bạn thí sinh không ạ?
À, tôi cho là với câu hỏi này thì cô Mến trả lời cũng cơ bản rồi đó, nếu các bạn chú ý không chú ý mở xem lại ha. À, về nguyên tắc khi mà chúng ta chọn để mà học nghề và đặc biệt chúng ta chọn đại học thì trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem chúng ta muốn gì và chúng ta phù hợp gì, thì cô đã nói rồi đó. Cái này có thấy vậy chứ nó không có rùm rà đâu, chỉ khó ngồi bình tĩnh chút ra. Còn trắc nghiệm, phương pháp trắc nghiệm thì cũng có hết, nhưng mà không có gì bằng cái tư duy và cái đầu óc của mình, thấy không? Và nãy hai em mà tôi nói quyết định chọn văn lang là hai em á, là tôi thầy tôi ngưỡng mộ á, quyết liệt á. Hai em đó bữa hổm là gần như một cái cuộc mà trao đổi với tôi, mà cuối cùng tôi thấy hai em thì suy nghĩ tốt ha. Nên tôi nhớ tên này tại vì cái chỗ đó đó. Cái thứ hai, người ta cũng đều nói rõ là chúng ta phải chọn ngành trước. À, thì phải chọn ngành trước rồi chúng sẽ chọn trường sau, thấy không? Chọn trường sau thì tất nhiên khi chọn ngành thì mình sẽ suy nghĩ coi cái trường nào. Và tôi có nhắc cái đầu tiên khi mà ông bạn này ông hỏi tôi là cái học sinh cái câu hỏi nào khó đó, tôi có nói cái chỗ là cái học sinh này rất giỏi là chọn ngành xong chọn trường luôn, thấy không? Mặc dù là đủ điều kiện để học công lập nhưng chọn luôn trường, mình cụ thể chọn trường mình luôn đó, thấy không? Và tôi cho là em đó là hết sức chín chắn, cho nên là hai cái này đó tôi cho là rất quan trọng, chỉ có cái trước cái sau thôi chứ hai cái quan trọng. Và cái chỗ này là quyết liệt, và chỗ này là phải làm sao mà suy nghĩ về mặt tư duy. Và thứ ba là trong cái chỗ chọn trường đó thì cô Mến có nói tôi đồng tình hết, chỉ có một cái là tôi thấy cô Mến cũng khiêm tốn, nghe không? Với lại nó cũng hơi cũ rồi, nhưng đó là chọn cái cự ly cho nó gần ấy, cái đó bây giờ nó không phải. Từ thời của chúng tôi là phải tầm sư học đạo rồi đó, chỗ nào mà ngon lành nhất khoát đi học, xa cũng học. Và chúng ta thấy rõ là không phải mình nói để mình tin tưởng cái hệ thống đào tạo của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng phải nói hệ thống đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã được quốc gia đánh giá, được chính phủ và Bộ Giáo dục đào tạo đánh giá là một hệ thống đào tạo mạnh, nó mạnh mạnh cũng cả nước à, cũng ngang có thể nói là giữa Hà Nội ha. Và trong đó thì có nhiều trường, mà nói tôi đi nhiều tỉnh, con Mến cũng thấy rồi, nhiều trường các em cũng quyết tâm lặn lội vào đây để mà học tập. Mặc dù là đúng là mình cũng khuyên là ở trường cũng có trường đại học, nhưng mà thôi các em muốn thì coi đó là mình cũng chịu. Các em không biết ông bạn này thì ở đâu, thành phố hả? Thành phố về tốt về gần ha, nhưng mà có nhiều em thì cũng di chuyển để mà học. Vậy thì chúng ta cứ tính toán và chúng ta quyết định. Và tôi nói lại một lần nữa là chúng ta cũng đừng có bị cái ảo tưởng về công tư, đừng có bị ảo tưởng về ngành hot, cái này nghề hot ha, đừng có ảo tưởng về lương cao lương thấp, thấy không? Đừng có ảo tưởng rằng cái truyền thống gian danh, mà chúng ta hãy nhìn cái tiêu chuẩn của một cái trường chúng ta chọn. Nó có trên mạng có hướng dẫn, trong đó gồm có là trường có uy tín không, rồi các điều kiện học tập rồi này kia. Trong đó cũng có một cái nữa là bây giờ học sinh nó lại lựa chọn theo cái xu hướng là trường đẹp nữa, trường đẹp rồi giáo viên phải đẹp, thấy không? Giáo viên phải đẹp thì tôi thấy trường của mình cũng có cái thu hút đó, thấy không? Thôi cái đó tùy các bạn, nhưng mà nói với tôi là các cái điều kiện, đặc biệt là những cái điều kiện mà mấy bạn nghe cô trưởng phòng tuyển sinh hướng nghiệp truyền thông nói về vấn đề các cái điều kiện mình đang đào tạo đó. Trong đó đặc biệt là tôi quan tâm nhất là đào tạo kỹ năng, đào tạo thái độ, đào tạo kỹ năng số, đào tạo cái tính độc lập, tính cái tư duy, cái phát triển, cái áp lực, cái đó là những cái mà các bạn quan tâm đó các bạn. Chúng ta cũng đừng có nặng nề lắm. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, tại vì anh bạn trẻ này anh cũng nhắc đi nhắc lại hoài, quy chế năm nay nó thay đổi làm cho học sinh rối rắm. Tôi thấy có gì rối rắm hết trơn. Bao nhiêu năm tôi đi hướng nghiệp, và trong đó có đi hướng nghiệp đại học Văn Lang, tôi khuyên học sinh hoài đừng có ghi cái chục cái trăm nguyện vọng đi cho nhiều, cuối cùng chóng mặt, thấy không? Mà chúng ta hãy làm cho nó gọn lại, ngành gì chọn một hai trường chúng ta quyết liệt, chúng ta học viết cái tràn gian đại hải đảm bảo đậu đại học. Bây giờ cái gì đâu đại học, có gì đâu mà các bạn nhớ là các bạn phải nghiên cứu các phương pháp xét tuyển. Không, có thể năm nay phương pháp xét tuyển học bạ được bộ dục ràng buộc cái quản lý cho chặt chẽ hơn. Vậy thôi, tôi thấy có nhiều thôi, không có bán ràng buộc cho nó quản lý chặt chẽ để tránh cái sự xáo trộn lựa chọn. Nên tôi cho cái đó là cái sự thay đổi bộ dục cũng có một cái nhận thức cao về quản lý ha. Thì nhưng mà nó vẫn là cái chỗ là chúng ta làm sao chứ đừng có giống như tôi nói nhiều năm như tại một số tỉnh như là Đồng Tháp rồi các tỉnh miền Tây là viết một lúc 30-40-50 nguyện vọng, thậm chí viết 70 nguyện vọng luôn, cuối cùng không nhớ nguyện vọng nào, rồi cuối cùng khóc rồi đổ lỗi rồi tại tất nhiên người ta phải mở cửa cho để mình lựa chọn, nhưng mà không phải mở cửa đến mức độ mình viết trùng lum. Cái thứ hai, cái nguy hiểm hơn là ngành nào cũng viết cái đơn, ngành nào cũng viết cái đảm bảo cho đậu bên này lĩnh vực nghệ thuật, xong sọt qua bên này công nghệ kỹ thuật, chạy xuống đây ngành kinh tế, chạy qua không ai mà giỏi đến mức độ mà suốt một con người mà giỏi hết tất cả mọi thứ trên cõi đời, nó chỉ một số nhóm ngành nào thôi. Vậy thì yêu mến nhóm ngành kinh tế thì trong kinh tế nghiên cứu của Văn Lang. Ở Văn Lang này tôi thấy có một cái hay là Văn Lang có cái hay là cái đa ngành quá,
Nếu các bạn nghiên cứu đây là các bạn sẽ thấy được cái ngành nghề của thị trường động. Rồi các bạn thấy là được học còn được mình đi chuyện khác đâu ai trách móc mình đâu. Còn nếu các bạn học đây cũng tốt, thấy không? Và nếu có một cái nữa là tôi xin nói luôn ha, là các bạn cũng phải nhìn thấy cái đơn vị tuyển sinh của trường nào mạnh á, các bạn vô các bạn tìm hiểu, còn bạn tìm hiểu bạn thích học không học bạn trốn luôn đâu ai nói được gì này nhau, thấy không? Còn nếu bạn thấy hợp lý bạn học, mình phải biết vận hành chứ đâu phải cuộc đời lúc nào cũng cứ nhắc là phải hỏi bách khoa học bách khoa, hỏi văn lan học văn lan, phải học bách khoa học hơn là học văn lan, học khoa học tự nhiên, không phải quan trọng nhất là mình phù hợp trường nào. Tôi thì đó là các bạn, tôi làm nhân lực tôi cũng lớn tuổi ra nghĩ sao nó vậy ha, nó đơn giản vậy thôi, để cho bạn suy nghĩ nó mộc mạc chút xíu, đơn giản chút, đừng cầu kỳ, đừng có rắc rối, thấy không? Hãy làm những chuyện bình thường trong trạng thái hết sức là tinh vi và rắc rối, chứ đừng có bày đặt cái chuyện là làm cái chuyện rất bày cái chuyện rắc rối trong cái sự kiện hết sức bình thường. Dạ em cảm ơn thầy. Phần chia sẻ của thầy rất là thú vị luôn các bạn. Thực sự ra mình khoan hỏi ở đây là cuốn vào cái câu trả lời của thầy luôn. Và rất là tự hào ngày hôm nay được phòng tuyển sinh của trường Đại học Văn Lang tạo điều kiện để mình khoan ngồi đây để nghe trực tiếp thầy nói và bị say mê đến như vậy luôn. Và nhắc đến Văn Lang thì cô mến ơi, em có một cái tin vui rất là vui. Đó là rất cộng đồng sinh viên Văn Lang của trường mình là có đông đảo các bạn 2K4 đã chọn được ngành ưng ý rồi. Và đặc biệt là các bạn là coi như là chắc chắn chọn vào trường Văn Lang luôn nếu như mà các bạn đủ điều kiện đó. Khẳng định luôn phải không? Dạ. Cho nên là có một cái vấn đề mà các bạn lăn tăn nhiều sau khi mà mình đã chọn được trường, chọn được ngành, đó là cái vấn đề học phí. Dạ. Thì không biết là về học phí năm nay đối với trường Văn Lang thì trường mình có những học phí cũng như là những chính sách hỗ trợ gì cô hen? Cảm ơn Minh Khoa. Và tôi cũng có theo dõi group cộng đồng sinh viên Văn Lang. Đó là một cái kênh rất là thú vị và thật sự là hiệu quả cho các bạn thí sinh. Như năm Minh Khoa, chắc là năm Minh Khoa là có group rồi đúng không? Thì khi mà đã có cộng đồng sinh viên Văn Lang thì các bạn khóa dưới đó thầy vào đó sinh hoạt rồi được các anh chị tư vấn hướng dẫn. Thực sự là phòng tuyển sinh cũng không phải làm quá nhiều công việc đối với thí sinh đâu. Bởi vì sinh viên Văn Lang cái cộng đồng nó lớn và nó mạnh đoàn kết, cho nên nó là các bạn khóa dưới là các bạn vào group là các anh chị tư vấn cho hết. Thì trong đó đúng là các bạn đặt những cái câu hỏi về học phí, đấy là một cái câu hỏi thường xuyên chúng tôi cũng nhận được suốt mùa tuyển sinh thôi. Thì chắc cũng không chỉ Văn Lang, trường nào cũng vậy thôi. Thì đối với trường Đại học Văn Lang á, thì trong dự kiến là trong tháng 7 này thì chúng tôi cũng cố gắng là trước cái thời điểm mà các bạn đăng ký nguyện vọng chính thức đối với trên hệ thống tuyển sinh á, thì sẽ có thể công bố được cái mức học phí của khóa 28, tức là cái khóa nhập học năm 2022 này. Thì tại vì học phí là một cái, chúng tôi hiểu là một cái cơ sở để các bạn có thể lựa chọn được cái trường đại học mà các bạn cảm thấy phù hợp. Nhưng mà tôi cũng muốn xin chia sẻ thêm rằng là về vấn đề học phí, thì học phí là một cái thông thường các bạn sẽ suy nghĩ là nó cao hay là nó thấp. Thì học phí như thầy Trần Anh Tuấn có chia sẻ, hiện nay đối với Đại học Việt Nam thì cái học phí nó cũng trở nên nó khá là đồng đều rồi. Thôi chứ dạ, sao vậy? Đúng rồi. Và nó đối với học phí của trường Văn Lang thì chúng tôi nghĩ rằng là nó ở cái mức là trung bình đối với các trường đại học mà hiện nay. Thì nếu chúng ta coi cái sự việc học đại học là một cái sự đầu tư thì học phí cũng là cái mức độ đầu tư cho chúng ta trong cái việc học tập. Cái điều quan trọng là các bạn chọn được cái ngành học và chọn được cái môi trường, và các bạn quyết tâm như thầy Tuấn nói, quyết tâm đi với cái lựa chọn đó, để vì không phải là vấn đề là học 4 năm để lấy bằng đại học, mà vấn đề là sau khi chúng ta học xong thì chúng ta sẽ đi làm để đi chọn được với cái nghề nghiệp của mình và lương cao, khi mà chúng ta giỏi hơn thì đó là cái sự đầu tư xứng đáng. Thì đối với vấn đề học phí tôi cũng hiểu rằng là có nhiều bạn rất thích Văn Lang, khi chúng tôi tư vấn tuyển sinh chúng tôi biết là có nhiều bạn thích Văn Lang lắm nhưng rất e ngại, bởi vì các bạn cũng chỉ lo ngại một cái vấn đề duy nhất, đó là học phí học cao. Thì tôi cũng xin chia sẻ để các bạn có cái góc nhìn như thế. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng mở rộng cái kênh tìm kiếm ra, bởi vì học phí là một nhưng mà nó còn có những cái hỗ trợ về học phí nữa. Tôi nghĩ là Văn Lang là trường đại học có nhiều cái hỗ trợ học phí khá là đa dạng cho sinh viên đó. Bởi vì các bạn ngoài những cái đối tượng thuộc ví dụ chính sách của nhà nước đó, thì đương nhiên rồi, thì có những cái nhóm đối tượng khác thì trường Văn Lang cũng có những cái chế độ hỗ trợ phù hợp. Ví dụ như anh chị em học cùng trường thì giảm học phí từ 12% cho đến 20%, hoặc là có cha mẹ làm việc thì mình được giảm 50%, hoặc là những cái đối tượng ví dụ như là sinh viên
dân tộc thiểu số nè, rồi gia đình hộ nghèo hay cận nghèo nè, rồi là vùng đồng bào sâu xa, rồi là cha mẹ là có là thương binh bệnh binh, và nói chung là rất là nhiều chế độ. Thì các bạn kiểm tra trên website thì cơ bản là các mức hỗ trợ học phí đều có thể là từ 15% cho tới 30%. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái kênh để chúng ta tham khảo. Cái thứ hai là ngoài nếu chúng ta không thuộc một cái đối tượng nào được hỗ trợ học phí thì nó vẫn còn những cái chính sách khác để hỗ trợ các bạn, ví dụ như vay vốn học tập. Vay vốn học tập là một cái chính sách của nhà nước luôn, chứ không phải chỉ riêng của trường Đào Văn Lang. Tuy nhiên trong trường thì có cái quỹ vay vốn học tập của trường nữa, thì chúng ta có thể tham khảo những cái kênh như vậy, liên hệ với trung tâm hỗ trợ sinh viên để chúng ta có được những cái hỗ trợ phù hợp để chúng ta theo đuổi được 4 năm đại học. Và trong quá trình học thì chúng ta phấn đấu, nếu mà chúng ta có được học bổng thì đó cũng lại tiếp tục là một cái nguồn trang trải nữa. Học bổng ở Văn Lang cũng khá là tốt đó các bạn, từ 15% cho tới 100% học phí luôn. Đó thì tôi nghĩ đấy là một số cái kênh để các bạn tham khảo, chứ còn chúng ta học ở đâu thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có cái nỗi có những cái trăn trở về học phí thôi, nhưng mà riêng đối với Văn Lang thì tôi xin chia sẻ như vậy. Và còn cái quan trọng nhất là cái câu chuyện mà chúng ta, như thầy Tuấn nói, tôi cũng rất là đồng ý, đó là chúng ta đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái là trúc trắc của thủ tục, hay là những cái hiện nay là truyền thông cũng hay nói về cái câu chuyện là năm nay tuyển sinh thay đổi, cho nên là có vẻ rất là nguy hiểm. Có vẻ là với thí sinh các bạn sẽ dừng lại và các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ rất là nguy hiểm. Thì tôi nghĩ rằng là nó không có quá phức tạp đến mức độ đó, nó vẫn là lựa chọn của các bạn mà thôi. Cái câu chuyện năm nay ấy, nó cũng giúp các bạn là suy nghĩ kỹ và cân nhắc chín chắn trước khi các bạn làm thủ tục đăng ký. Tại vì nó khác với hàng năm á, là năm hàng năm các bạn có thể đi nộp học bạ thầy ở các trường, và sau đó các bạn có rất là nhiều cơ hội trúng tuyển. Đúng rồi. Nên là nhiều khi mình nộp mà mình cũng chưa suy nghĩ. Nhưng năm nay là phải nghĩ kỹ. Dạ, và mà quyết định thì đúng, để có thể chọn được một cái ngành, thì em nghĩ đấy cũng là cái điều tích cực của năm nay. Đúng. Dạ. Thì đến khi để chúng ta khi đến nhập giai đoạn nhập học thì chúng ta không có phải lăn tăn nữa, chúng ta chọn trước rồi. Đấy, thì quan điểm của tôi là như vậy. Dạ, em cảm ơn cô. Và đó cũng là cái vấn đề mà em cũng khá là lăn tăn khi mà em trong cái quá trình mà như là các bạn thí sinh bây giờ mình đang đăng ký nguyện vọng, thì em cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái vấn đề này. Vấn đề học phí luôn là một trong những cái vấn đề của nhà. Dạ, cho nên là cảm ơn cô đã rất là chi tiết khi mà mình đề cập đến vấn đề này và rõ ràng để cho các bạn sinh viên hiểu được, và cũng như là chuẩn bị một cái tinh thần thật là tốt trước khi mình bước vào mái nhà Văn Lang. Và đến đây cũng đã gần hết thời lượng của số livestream ngày hôm nay của chúng ta rồi, cho nên là Minh Khoa cảm ơn các bạn, gần 1.000 bạn hôm nay chúng ta đã cùng nhau đồng hành với nhau và ngồi lắng nghe thầy cô chia sẻ về rất là nhiều thông tin bổ ích trong kỳ thi xét tuyển đại học năm nay. Vâng, và bây giờ thì để kết show, em sẽ được mời thầy Tuấn có thể là gửi đến các bạn thí sinh một lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ gì để cho các bạn có thêm động lực để mình bước vào kỳ thi không thầy? Dạ, em mời thầy. Rồi, chỉ có mấy ý ngắn gọn thôi qua cái chương trình hôm nay. Thứ nhất là đại học là một cái nguồn nhân lực thiếu của quốc gia và đang thiếu kể cả hội nhập và di chuyển toàn cầu. Nhìn đại học là phải nhìn rộng lớn. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là không thất nghiệp và rất nhiều việc làm nếu chúng ta học một cách đúng đắn, và chúng ta có cái năng lực để chúng ta hành nghề, chúng ta có giá trị nghề nghiệp, giá trị hành nghề. Vậy thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là hãy chọn ngành học và chọn trường học như thế nào cho đúng. Còn học phí thì bây giờ đúng là một áp lực, là một nỗi lo rất nhiều trên phụ huynh và học sinh, đặc biệt là những em khó khăn. Nhưng tôi cho rằng trong cái thời đại hiện nay nó cũng khác cái thời đại của chúng tôi, là không phải học phí nó chỉ đơn giản là nó đóng tiền đi học, mà các em vẫn có thể trong quá trình đó các em vẫn có thể rèn luyện kỹ năng, và đồng thời các em kết hợp phụ giúp cha mẹ bằng cách là vừa học vừa làm ở những năm thứ nhất, năm thứ hai, thậm chí năm thứ ba. Thì trường chúng ta như tôi nhớ cũng có những cái chương trình giúp đỡ cho sinh viên trong cái vấn đề mà tạo cái nguồn việc làm mà vừa là rèn luyện kỹ năng. Cho nên nếu em nào có ý chí là em thành công. Nếu em để ý cách đây mấy chục năm có nhiều người ta còn đi qua Pháp, người ta vượt lên để người ta qua học, nó đi làm bồi bàn để học và trở thành những người mà xuất sắc như là Trần Đại Nghĩa, rất nhiều danh nhân của chúng ta. Mà các em bây giờ cứ ngồi bàn tán suốt ngày khóc lóc hoài thì tôi cũng khóc theo với em thôi, nhưng mà đành phải vậy thôi ha. Cái thứ hai là cái thị trường động đang rộng mở và rất nhiều cái xu hướng việc làm để mà em tính toán, chứ không phải lúc nào cũng chỉ đi làm trong cái lĩnh vực nhà nước hay là đi làm trong một cái số khu vực mà mấy em cho là thôi lương cao, mà mấy em phải nghĩ đến khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, mấy em phải di chuyển nhân lực, nó mới là cái chuyện lớn để mà dành cho những con người nó thổi chí tăng bồng chứ không. Rồi cái thứ ba là hôm nay này thật sự lâu lắm rồi tôi mới về trường Đại học Văn Lang để làm cái chương trình tư vấn này. Đây là một ngôi trường mà thật sự đối với tôi là một người lâm nhật nhân lực, là tôi đánh giá là một trường phải nói là thuộc về loại top đầu của cái hệ thống đào tạo của quốc gia. Thôi thì sẵn đây cũng có cô Mến, là tôi xin chúc Hồng tuyển sinh
truyền thông của chúng ta. Và chúc các em nào mà quan tâm tới trường học Văn Lang như ông bạn này nói đang có cái quyết tâm đó, mà tôi thích vậy đó. Chọn quyết tâm chứ, bây giờ tôi nói năm nay cái thay đổi của Bộ Giáo dục Đào tạo nó sẽ khó nhất cho mấy em học sinh học giỏi á. Mấy em học giỏi học xuất sắc mơ mơ màng màng á, lúc nào cũng tính toán là phải vô những cái vị trí mà hot rồi này kia để mà mổ bò giết lợn rồi ăn mừng để cho làng xóm ta nể. Cái chuyện đó cũng là đúng, nhưng mà bây giờ nó cũng còn đúng bằng cách là mình sẽ chọn đúng cái ngành nghề của mình học. Thứ hai, cái trường mình học đúng, học phí cao một xíu thì chịu khó đi cài đi bừa để mà đóng tiền mà học như vậy. Mà trong quá trình như vậy nó vô tình mình vừa làm vừa học, mình lại rèn luyện một cái kỹ năng nào mà nóng hay, mình giỏi nào mà nóng hay, mà còn hơn là mình cứ suốt ngày cứ làm đẹp cái bảng số thật đẹp mà lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Thôi xin chúc các bạn như thế, và mong rằng qua cái chương trình ngày hôm nay gửi gắm đến các bạn hãy tin vào chính mình, không tin vào chính mình và quyết tâm phải vươn lên, khó khăn lửa thử vàng, gian nan thử sức, phải chiến đấu để làm việc. Tôi đã trải qua 40 năm làm việc cho nên bây giờ thì nó cũng ngắn ngủi hơn các bạn rồi, nhưng mà cũng gửi gắm đến các bạn hãy cố gắng, đường rất dài, hãy đi cho thật, làm sao thật tốt, đi đúng thì không bao giờ sợ sai, thấy không? Mà nếu có sai chút xíu mà chỉ có uống nắng lại cho nó đàng hoàng, còn hơn là sai mà cứ mơ mơ màng màng, cứ tưởng là mình hơn người ta, mình cũng còn chả hơn ai, cũng không ai kính nể mình cả. Rồi chúc các bạn thành công. Dạ. Và thay mặt cho các bạn thí sinh cũng như là những người làm chương trình, em xin được cảm ơn thầy Thuấn. Wow, một cái buổi ngồi trò chuyện với thầy và cuốn theo những câu chuyện và cũng như là những lời khuyên của thầy, phải nói là rất là gần gũi, và Minh Khoa tin chắc là các bạn thí sinh cũng sẽ có được những cảm giác như Minh Khoa ngay bây giờ. Và em xin được chúc thầy cũng như là chúc cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Tuấn ngày hôm nay là thầy đã dành thời gian để đến đây ghé thăm trường Văn Lang và tham gia vào buổi livestream ngày hôm nay. Em chúc thầy thật nhiều sức khỏe nha thầy. Dạ. Các bạn thí sinh thân mến, và trường Đại học Văn Lang của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tất cả các bạn trong series livestream tư vấn xét tuyển đại học năm 2022. Và bởi vì là thứ năm tuần sau, ngày 7 tháng 7, lúc đó các bạn sĩ tử đang tập trung cho ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cho nên là số livestream của tuần sau sẽ dời sang ngày thứ ba vào lúc 18 giờ, là ngày thứ ba ngày 5 tháng 7 các bạn nha. Và cho nên là chúng ta nhớ lưu ý và theo dõi những series livestream của trường Văn Lang sắp tới để chúng ta nắm được nhiều thông tin bổ ích thiết thực các bạn nha. Và một lần nữa thì Minh Khoa cũng xin chúc tất cả các bạn sĩ tử 2K4 năm nay các bạn có một tinh thần thật tốt, có một sự bình tĩnh, một sự bản lĩnh để chúng ta bắt đầu bước vào kỳ thi trung học phổ thông năm nay thật là xuất sắc nha. Và bây giờ thì chúng tôi xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại tới tất cả quý vị khán giả. Xin chào. Mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm Mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn. Đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our right, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our right, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba. Đây là Văn Lang, nếu mình đến với thật thì đây là sang trang. Người công sức vào trong mà nhà thật hân hoang. Mỗi ngày đến Văn Lang cùng với nên vẫn nên dẫn tràn. Văn Lang, Văn Lang, tôi còn một, cặp phát cho tới Bình Thạnh. Đi đâu cũng thấy Văn Lang, nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng. Hết lòng hỗ trợ lẫn nhau, đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our hope, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba
is my Valang. My Valang. My Valang.